xin giới thiệu với tất cả các fan của Battlecry, siêu sale sinh nhật Shopee 12 tháng 12 tại Thời Trang Nam Faviti, giảm giá tới 70% toàn bộ sản phẩm thu đông, ngập tràn deal 1K với 17.000 sản phẩm, quần thể thao nam chỉ 52K, áo giữ nhiệt chỉ 34K, áo len cổ lọ lông cừu chỉ 99K, áo dài tay thun thể thao chỉ 1K dành cho tài khoản mới, miễn phí ship toàn quốc khi đặt hàng tại đường link bên dưới. Hải chiến Trường Sa 1988, tập 1, cục diện phức tạp trên Biển Đông. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Việt Nam sau năm 1975 là một Việt Nam thống nhất, độc lập. Để có được thành quả ấy, một thế hệ người Việt đã phải chiến đấu và hy sinh trong suốt 30 năm. 30 năm đầy máu, đầy nước mắt, đầy đau thương, thế nhưng cũng đầy vinh quang. Một sự đánh đổi không hề dễ dàng, thế nhưng vô cùng xứng đáng. Thế nhưng vì sao mình chỉ nói về một Việt Nam độc lập và thống nhất? Bởi sự thực là Việt Nam còn chưa hoàn toàn được hòa bình. Chúng ta phải trải qua một thập niên 80 vô cùng gian khổ và khó khăn, được mệnh danh là 10 năm đen tối nhất sau giải phóng. Một giai đoạn mà phải chiến đấu với cùng lúc nhiều kẻ thù, cả trên các mặt trận ngoại giao, kinh tế và nhất là quân sự. Một giai đoạn 10 năm thử thách tài năng và tầm nhìn của những nhà lãnh đạo Việt Nam. 10 năm này cũng là 10 năm thách thức lớn nhất tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Bất chấp những sức ép tới từ nhiều phía, Việt Nam đã thực hiện được một chiến dịch quy mô và bền bỉ trong suốt nhiều năm với mục tiêu bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lãnh hải của dân tộc. Đó là chiến dịch CQ88. Chiến dịch CQ88, tên đầy đủ là chiến dịch chủ quyền 1988, là một chuỗi các hoạt động quân sự trên Biển Đông do Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam tiến hành từ năm 1978 đến năm 1988, nhằm thiết lập quyền kiểm soát đối với các thực thể địa lý tại quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Chiến dịch được tiến hành trong hoàn cảnh có 5 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và có các hành động chiếm đóng quân sự đối với một số thực thể địa lý tại quần đảo này. Một chiến dịch về ý nghĩa thì vô cùng quan trọng trong giai đoạn đầy biến động của Việt Nam. Thế nhưng, đáng tiếc là chưa được nhiều người biết tới một cách rõ ràng. Và đó cũng chính là lý do dẫn tới nhiều sự tranh cãi tưởng chừng như vô tận trong nhiều cộng đồng. Trong series video này, Battlecry hy vọng rằng với vốn kiến thức ít ỏi của mình và những nguồn tư liệu sưu tập được, team mình có thể gửi tới các bạn một bức tranh toàn cảnh nhất về chiến dịch lịch sử này. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Chiến dịch CQ88 đầu tiên được khởi phát từ năm 1978 khi Quân đội Nhân dân Việt Nam phát hiện Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, viết tắt là PLA, có mưu đồ chiếm giữ các đảo, đá, rạn san hô, bãi ngầm thuộc quần đảo Trường Sa. Diễn biến chiến dịch về cơ bản được chia làm 3 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1977-1978, Hải quân Nhân dân Việt Nam giữ vững được 5 đảo và giành được từ tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau chiến dịch giữa Trùng Khơi vào năm 1975 và mở rộng quyền kiểm soát ra 4 đảo khác. Giai đoạn 1986-1987, Philippines và Malaysia cùng đưa lực lượng quân sự ra Trường Sa để tranh chấp chủ quyền với Việt Nam. Trung Quốc bắt đầu đưa lực lượng lớn, tàu chiến và máy bay xuống phía Nam để chuẩn bị chiếm đóng Trường Sa. Hải quân Việt Nam kiểm soát thêm 2 thực thể địa lý là đảo Đá Tây và bãi Thuyền Trài. Giai đoạn 1988-1989, Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự cưỡng chiếm 7 thực thể địa lý. Việt Nam mở rộng kiểm soát thêm 7 thực thể địa lý. Xung đột vũ trang nổ ra tại khu vực Tam Giác, Cô Linh, Len Đao, Gạc Ma. Kết thúc chiến dịch, phía Việt Nam mở rộng khu vực kiểm soát của mình lên 21 thực thể địa lý với 33 điểm đóng quân, kiểm soát một vùng nước rộng lớn với gần 100.000 km2 mặt biển. Philippines kiểm soát 7 thực thể địa lý, Malaysia kiểm soát 5 thực thể địa lý. Trung Quốc cưỡng chiếm 7 thực thể địa lý, gây ra tranh chấp căng thẳng trên Biển Đông kéo dài tới hiện nay. Đây là tóm tắt cơ bản về chiến dịch để các bạn có thể hiểu cơ bản về những gì đã diễn ra trước, trong và sau chiến dịch. Để các bạn trước khi đưa ra bất cứ một nhận định gì đó thì có thể có một góc nhìn khác để cân nhắc. Bối cảnh lịch sử là thứ mà tất cả chúng ta đều không được trải nghiệm. Chính vì vậy, mọi phán xét đều sẽ là sai lầm nếu không cân nhắc tới yếu tố này. Những tuyên bố chủ quyền trước năm 1978. Tuyên bố
và xác lập chủ quyền của Việt Nam. Trước năm 1975, Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa dựa trên các luận cứ về hành động chiếm hữu thực thể, quản lý liên tục và hòa bình dưới các triều đại phong kiến. Việt Nam tuyên bố các sử liệu về sự công nhận của các giáo sĩ, nhà hàng hải từ các quốc gia châu Âu, các quốc gia trên thế giới về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Các sử liệu cổ của Việt Nam ghi chép rằng các địa danh như Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa, Vạn Lý Hoàng Sa, Đại Trường Sa hoặc Vạn Lý Trường Sa đã thuộc lãnh thổ của Việt Nam từ thế kỷ 17 và sớm hơn. Năm 1884, Pháp chiếm toàn bộ Đông Dương làm thuộc địa, trong đó có Việt Nam và tiếp nhận quản lý quần đảo Trường Sa. Tháng 7 năm 1927, Pháp cho tàu khảo sát quần đảo Trường Sa. Tháng 4 năm 1930, Hải quân Pháp treo quốc kỳ Pháp lên đảo Trường Sa lớn. Ngày 23 tháng 9 năm 1930, Pháp thông báo cho các cường quốc khác rằng họ đã làm chủ quần đảo Trường Sa. Tất cả các nước được thông báo, trừ Nhật Bản, đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố phản đối nào. Ngày 21 tháng 12 năm 1933, Thống đốc Nam Kỳ Jean-Félix Krautemey ký nghị định số 4702 CP sáp nhập số đảo trên và các đảo phụ thuộc vào địa phận của tỉnh Bà Rịa thuộc Liên bang Đông Dương. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Đế quốc Nhật Bản thiết lập quyền quản lý quần đảo Trường Sa. Sau khi Nhật Bản thua trận trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, ngày 8 tháng 9 năm 1951, Nhật Bản ký vào Hiệp ước San Francisco, trong đó có đoạn Nhật cam kết từ bỏ mọi quyền đối với quần đảo Trường Sa. Cũng tại hội nghị San Francisco, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu của quốc gia Việt Nam đã tuyên bố rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam thuộc khối Liên Hiệp Pháp. Không một đại biểu nào trong hội nghị phản đối tuyên bố này. Năm 1954, theo Hiệp định Geneva, lãnh thổ và các vùng biển ở Việt Nam nằm phía Nam Vĩ tuyến 17 do Liên Hiệp Pháp kiểm soát. Ngày 1 tháng 6 năm 1956, Ngoại trưởng của Việt Nam Cộng Hòa là Vũ Văn Mẫu tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa và Hoàng Sa. Từ năm 1961 đến năm 1963, bia chủ quyền của Việt Nam được dựng tại các đảo Trường Sa, An Bang, Thị Tứ, Loại Ta, Song Tử Đông và Song Tử Tây. Ngày 6 tháng 9 năm 1973, Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng Hòa ban hành Nghị định số 420 BNV HCDP 26 sáp nhập vào một số đảo chính và các đảo phụ cận vào xã Phước Hải, quận Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuy, ngày nay là thuộc Bà Rịa Vũng Tàu. Tháng 2 và tháng 3 năm 1974, quân đội Việt Nam Cộng Hòa tiến hành chiến dịch Trần Hưng Đạo 48, đưa quân bảo vệ các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa Lớn trên quần đảo Trường Sa. Sau năm 1975, từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 4 năm 1975, các lực lượng hải quân của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tiến hành chiến dịch Trường Sa và các đảo trên Biển Đông. Quân đội Việt Nam Cộng hòa đầu hàng và Việt Nam tiếp tục việc đóng giữ các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa Lớn trên quần đảo Trường Sa. Ngày 12 tháng 5 năm 1977, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra tuyên bố về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trong đó có tuyên bố chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhân sự kiện Liên Hợp Quốc thông qua Công ước về Luật Biển năm 1982, ngày 12 tháng 11 năm 1982, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra tuyên bố về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam và tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên bố đường chín đoạn của Trung Quốc. Tuyên bố của Trung Hoa Dân Quốc, ngày nay là Đài Loan. Trung Hoa Dân Quốc cho rằng quần đảo Trường Sa đã từng là một phần của Trung Quốc trong gần 2.000 năm và đưa ra các đoạn trích trong các thư tịch cổ cũng như các bản đồ từ thời nhà Hán, nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Thanh mà theo họ là có nhắc tới quần đảo Trường Sa. Hiện vật khảo cổ như những mảnh đồ gốm Trung Quốc và tiền cổ được tìm thấy ở đó cũng được Trung Quốc sử dụng nhằm chứng minh cho tuyên bố của mình. Sau sự kiện Pháp tiếp quản quyền chiếm hữu quần đảo Trường Sa từ tay nhà Nguyễn, vào năm 1933, Trung Hoa Dân Quốc đã vẽ lại các bản đồ Trung Quốc, theo đó mở rộng đường giới hạn vẽ bằng nét liền tại Biển Đông xuống khu vực giữa vĩ tuyến 7 độ Bắc và vĩ tuyến 9 độ Bắc nhằm tuyên bố rằng quần đảo Trường Sa là thuộc về Trung Quốc.
Tháng 2 năm 1948, Cục Phương vực thuộc Bộ Nội chính Trung Hoa Dân Quốc phát hành tập bản đồ khu vực hành chính Trung Hoa Dân Quốc với phụ lục bản đồ vị trí các đảo Nam Hải, có vẽ đường 11 đoạn ám chỉ chủ quyền biển của Trung Quốc lên tới 75% diện tích Biển Đông, bao trùm tới 4 nhóm quần đảo bãi ngầm lớn trên Biển Đông là quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, quần đảo Đông Sa và bãi Macclesfield. Năm 2003, người đứng đầu chính quyền Đài Loan, Tổng thống Trần Thủy Biển đã tuyên bố từ bỏ yêu sách này. Các bạn hãy lưu ý chi tiết này. Trung Quốc chuẩn bị chiếm Trường Sa. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau khi thành lập năm 1949 vẫn xác định cương vực trên Biển Đông dựa theo đường 11 đoạn của Trung Hoa Dân Quốc. Năm 1953 thì bỏ 2 đoạn trong Vịnh Bắc Bộ trở thành đường 9 đoạn. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, tại Tòa trọng tài thường trực quốc tế PCA ở La Hague, Hà Lan đã bác bỏ tuyên bố này của Trung Quốc. Phía Trung Quốc nói phán quyết không có giá trị vì tòa trọng tài không có quyền tài phán đối với chủ quyền các quốc gia. Sau khi đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1956 và 1974, thì Trung Quốc tích cực chuẩn bị chiếm quần đảo Trường Sa cả về pháp lý và quân sự. Trong phiên đàm phán đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ sau chiến tranh năm 1979, ngày 30 tháng 4 năm 1979, Trung Quốc đưa ra tuyên bố đòi Việt Nam phải thừa nhận các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, và Việt Nam thì phải rút quân khỏi các đảo thuộc quần đảo Trường Sa như điều kiện tiên quyết để bình thường hóa quan hệ. Và phía Việt Nam đã thẳng thừng bác bỏ yêu sách này. Trong vòng 2 được tổ chức ở Bắc Kinh vào tháng 6 năm 1979, Trung Quốc tiếp tục đưa ra các luận điểm này. Sau khi không đạt được các yêu sách chủ quyền, họ bỏ cuộc đàm phán, mặc dù phía Việt Nam nhiều lần đề nghị nối lại các vòng đàm phán tiếp theo. Từ năm 1980, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Lưu Hoa Thanh đã tăng cường binh lực cho hạm đội Nam Hải. Hơn 30 tàu khu trục, tàu hộ vệ tên lửa, tàu pháo, tàu phóng lôi, tàu vớt mìn, tàu đổ bộ, tàu vận tải và tàu ngầm được tăng cường xuống căn cứ Trạm Giang. Các bến tàu như Du Lâm, Tam Á, Hải Khẩu và sân bay Linh Thủy trên đảo Hải Nam được nâng cấp thành các căn cứ quân sự và hậu cần. Hải quân Trung Quốc đã thành lập lực lượng lính thủy đánh bộ đầu tiên, tức Lữ đoàn 1, và tích cực tập luyện tác chiến phối hợp hải lục không quân. Tháng 1 năm 1980, các máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã bay tuần tra trên quần đảo Trường Sa. Tháng 4 năm 1982, Trung Quốc gây ra vụ đụng độ với tàu hải quân Việt Nam ở tây bắc quần đảo Hoàng Sa, gần cửa Vịnh Bắc Bộ, nhằm thăm dò thực lực của Hải quân Việt Nam. Tuy nhiên, vào thời điểm năm 1980-1985, Liên Xô đã duy trì một lực lượng hải quân và không quân rất mạnh ở căn cứ Cam Ranh, thế nên Trung Quốc vẫn chưa dám mạo hiểm động binh đánh lớn. Tuyên bố nhắm đảo Calayan và các hoạt động chiếm đảo của Philippines. Philippines dựa trên các luận điểm đất vô chủ và khoảng cách địa lý gần với các đảo chính của nước này để tuyên bố chủ quyền với một thứ được gọi là nhóm đảo Calayan, bao gồm tới 85% số thực thể địa lý ở quần đảo Trường Sa. Năm 1978, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ký sắc lệnh số 1596 quy định phần lớn các thực thể địa lý ở Calayan đều nằm trên rìa lục địa của quần đảo Philippines. Lợi dụng quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn đang đối phó với chiến dịch Xuân Mậu Thân của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, thì Philippines đã đưa một trung đội bộ binh gồm có 40 lính tới chiếm đảo Thị Tứ, đảo lớn thứ hai tại quần đảo Trường Sa. Năm 1983, Philippines khởi công xây dựng sân bay ở đảo này và đưa dân ra đây sinh sống. Cũng trong năm 1968, Philippines chiếm đảo Song Tử Đông. Năm 1984, Philippines xây một ngọn đèn biển tại Song Tử Đông. Đến năm 1970, quân đội Philippines đã tổ chức chiếm giữ đảo Loại Ta, đảo Bến Lạc, đảo Bình Nguyên, đá Cá Nhám và cồn An Nhơn. Trong đó, Bến Lạc tức đảo Dừa là đảo lớn thứ 3 và Loại Ta là đảo lớn thứ 10 ở quần đảo Trường Sa. Gần một năm sau, thế giới mới biết tới các cuộc hành quân này của quân đội Philippines. Năm 1974, quân đội Philippines tiếp tục chiếm đóng thêm đảo Vĩnh Viễn. Năm 1980, Philippines tiếp tục chiếm đóng đá Công Đo. Tuyên bố của Malaysia. Trước năm 1983, Malaysia chỉ tuyên bố về chủ quyền của mình trên biển bằng các văn bản, giấy tờ, bản đồ. Trong các năm 1966 và 1969,
Malaysia đã thông qua đạo luật về thềm lục địa của quốc gia này. Ngày 3 tháng 2 năm 1971, Đại sứ quán Malaysia tại Sài Gòn gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa để chất vấn về việc sở hữu hay là các yêu sách các đảo nằm trong khoảng giữa vĩ tuyến thứ 9 độ Bắc và kinh tuyến 112 độ Đông thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa Morak Songrati Mid, một quốc gia không được quốc tế công nhận do đại tá hải quân người Anh James George Mid lập ra vào thập niên 1870 tại khu vực quần đảo Trường Sa. Ngày 20 tháng 4 năm 1972, Sài Gòn đã có công hàm trả lời khẳng định quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Năm 1979, Malaysia xuất bản một tấm bản đồ mang tựa đề Bản đồ lãnh hải và các ranh giới thềm lục địa để xác định thềm lục địa và đưa ra yêu sách chủ quyền đối với tất cả các thực thể nổi lên từ thềm lục địa đó. Tháng 4 năm 1980, Malaysia tuyên bố yêu sách về vùng đặc quyền kinh tế, thế nhưng không xác định ranh giới cụ thể. Chỉ tới năm 1983, Malaysia mới có hành động chiếm cứ thực thể địa lý ở quần đảo Trường Sa bằng lực lượng vũ trang. Kết thúc phần 1 của video, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sơ qua về thực trạng phức tạp của quần đảo Trường Sa giai đoạn trước chiến dịch CQ88, cũng như tuyên bố chủ quyền của các nước về vấn đề chủ quyền của quần đảo này. Ở phần sau của video, chúng ta sẽ cùng điểm qua tương quan lực lượng của các bên và các diễn biến của sự kiện hải chiến Trường Sa 1988 này nhé. Hải chiến Trường Sa 1988, tập 2, lực lượng các bên và quyết sách của Đô đốc Giáp Văn Cương. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Trong video ngày hôm nay, tiếp nối những diễn biến ở phần 1, chúng ta cùng tới với những nội dung tiếp theo của series video về sự kiện hải chiến Trường Sa 1988 lịch sử nhé. Tương quan lực lượng các bên. Việt Nam. Hải quân Nhân dân Việt Nam vào cuối những năm 1970 và những năm 1980 còn mỏng và yếu. Chủ trương chiếm quần đảo Trường Sa của Trung Quốc đã được hình thành ngay từ trước khi quân đội Nhân dân Việt Nam phát động cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Ngay sau khi chiếm nhóm đảo Lưỡi Liềm, tức Nguyệt Thiềm, nhóm đảo phía Tây của quần đảo Hoàng Sa từ tay quân đội Sài Gòn vào năm 1974, Trung Quốc đã vạch tiếp kế hoạch chiếm Trường Sa. Kế hoạch này của Trung Quốc đã bị lực lượng tình báo quân đội Việt Nam phát hiện. Ngày 9 tháng 4 năm 1975, Tổng quân ủy Quân đội Nhân dân Việt Nam đã gửi Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân chủng Hải quân tại Đà Nẵng một bức điện hỏa tốc tối mật. Có tin đối phương chuẩn bị rút khỏi các đảo ở Trường Sa, kiểm tra lại ngay và chỉ thị cho lực lượng hành động kịp thời theo phương án đã định. Nếu để chậm, có thể quân đội nước ngoài chiếm trước, vì hiện nay một số nước ngoài đang có ý đồ xâm chiếm. Tổng quân ủy. Trong các ngày 9 tháng 4 năm 1975 đến 29 tháng 4 năm 1975, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã mở chiến dịch Trường Sa và các đảo trên Biển Đông, thu hồi 5 đảo từ tay quân đội Sài Gòn gồm Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa Lớn. Việc Hải quân Việt Nam thu hồi và đóng giữ tại 5 đảo quan trọng này đã bước đầu ngăn chặn được âm mưu thôn tính quần đảo Trường Sa của Trung Quốc. Về chiến dịch này, Battlecry đã có video chi tiết mang tên Chiến dịch giữa trùng khơi. Các bạn có thể tìm hoặc click vào link đang hiện ở góc trên bên phải của video này để xem thêm. Lực lượng chiến đấu chủ lực của Hải quân Việt Nam vào đầu năm 1975 là hai tàu hộ vệ chống ngầm lớp PTA-2 có lượng giãn nước tối đa là 1.150 tấn, trang bị 4 pháo 76 ly, 4 giàn rocket chống ngầm và 5 ống thả thủy lô chống ngầm. Đây là lớp tàu chạy bằng tua bin khí được chế tạo từ năm 1959, thế nên vào những năm 1980, nhiên liệu khí đốt là vấn đề rất lớn đối với Hải quân Việt Nam. Năm 1975, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam 4 tàu tên lửa cao tốc lớp Osam-2 có lượng giãn nước là 209 tấn. Mỗi tàu được trang bị 4 tên lửa đối hạng P-15 Thermit và 2 pháo phòng không AK-230. Các tàu này cùng với 6 tàu phóng lôi lớp Thuria, 2 tàu quét mìn lớp Sonia và 2 tàu đổ bộ lớp LCU-1466 hợp thành hạm đội cơ động 171, ngày nay là lữ đoàn 171, là lực lượng dự bị chiến lược của quân chủng. Trong các chiến dịch tại quần đảo Trường Sa từ năm 1978 đến năm 1988, hạm đội 171 làm nhiệm vụ yểm hộ phía sau, đề phòng hải quân Trung Quốc đánh vào vùng thềm lục địa ngoài khơi Nam Bộ
nơi có các công trình kinh tế kỹ thuật, dầu khí đang hoạt động. Lực lượng chủ lực thứ hai của quân chủng Hải quân Việt Nam là lữ đoàn 172, hạm đội cơ động 172, gồm 4 tàu tên lửa OSA-2 mới được viện trợ, gồm có HQ-358, HQ-359, HQ-360 và HQ-361. 4 tàu phóng lôi Turia gồm HQ-331, HQ-333, HQ-334, HQ-335, 2 tàu quét mìn Sonia HQ-861, HQ-816, 2 tàu cá có vũ trang HQ-669, HQ-670 và 2 tàu đổ bộ LCU-455, LCU-458. Lữ đoàn 172 có nhiệm vụ bảo vệ vịnh Bắc Bộ, vùng cửa vịnh Bắc Bộ và vùng biển duyên hải Bắc Trung Bộ. Tham chiến trực tiếp ở Trường Sa trong các giai đoạn của chiến dịch là vùng duyên hải 4 của quân chủng Hải quân. Hạm tàu chủ lực của Hải quân vùng 4 là tàu hộ tống HQ-07 thuộc lớp tàu hộ tống PTA của hạm đội 171, được phối thuộc cho đơn vị, và tàu tuần dương HQ-01 nguyên là chiếc HQ-15 Phạm Ngũ Lão, là chiến lợi phẩm thu được từ tay Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Các tàu quét mìn HQ-851 và HQ-852 lớp Yuka được sử dụng như tàu pháo. Các tàu vận tải đổ bộ lớp LST-542, HQ-501, LST-848, HQ-505 và LCU-556. Các tàu vận tải có vũ trang nhẹ HQ-582, HQ-604, HQ-605, HQ-611, HQ-614 và HQ-712. Sau trận Gạc Ma, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam điều động thêm lữ đoàn 172, tức hạm đội cơ động 172 và bảo vệ duyên hải miền Trung. Điều động thêm lữ đoàn 171, tức hạm đội cơ động 171 ra bảo vệ các cụm nhà giàn DK1 đang được xây dựng và các giàn khoan dầu ở thềm lục địa phía Nam do Vietso Petro đang vận hành. Trung Quốc. Sau khi Việt Nam thống nhất, quân đội Trung Quốc đã vạch ra một chiến lược khác để chiếm Trường Sa và tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, thay vì chiến lược đánh nhanh thắng nhanh như đã làm ở Hoàng Sa năm 1974, thì Trung Quốc thực hiện chiến lược tằm ăn lá dâu. Việt Nam trở thành đối tượng tác chiến chủ yếu của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, từ năm 1978 đến năm 1986, Hải quân và Không quân Xô Viết đã duy trì một lực lượng lớn ở căn cứ Cam Ranh của Việt Nam và phát huy sức mạnh của nó trên khắp Biển Đông với hơn 50 máy bay quân sự các loại và trên 30 tàu chiến thuộc phân hạm đội phía Nam của hạm đội Thái Bình Dương. Trong điều kiện ấy, Trung Quốc không dám động binh. Chỉ từ năm 1986, khi Mikhail Gorbachev trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, thực hiện chính sách hòa hoãn với Mỹ, bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc khiến ảnh hưởng quân sự của Liên Xô trên Biển Đông suy giảm, Trung Quốc mới có điều kiện để tiếp tục thực hiện chiến lược chiếm Trường Sa. Trong các hoạt động quân sự ở Biển Đông, từ các năm 1987 đến năm 1989, Trung Quốc đã huy động một lực lượng hải quân rất lớn, gồm có Thê đội 1 có 1 tàu khu trục tên lửa, 7 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu hộ vệ pháo, 2 tàu đổ bộ, 3 tàu vận tải hỗ trợ LSM, 1 tàu trinh sát điện tử, giả danh tàu nghiên cứu, quan trắc dân sự, đó là chiếc Hải Dương 04, 2 tàu kéo và 1 ponton. Thê đội 2 có các lực lượng chủ yếu của hạm đội Nam Hải, đóng tại các căn cứ Trạm Giang, sở chỉ huy hạm đội, Hải Khẩu, Tam Á, ngang Thuyền Châu, cạnh Hồng Kông, gồm 4 tàu khu trục, 6 tàu hộ vệ tên lửa, 3 tàu pháo, 5 tàu phóng lôi, 4 tàu đổ bộ, 2 tàu vớt mìn, 4 tàu vận tải, 2 phao bè, lữ đoàn hải quân đánh bộ số 1, 1 phi đội máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6, 2 trung đoàn không quân hỗn hợp đóng tại Du Lâm và Linh Thủy. Lực lượng hải quân của Trung Quốc trực tiếp tham gia xung đột quân sự tại Tam Giác Gạc Ma, Lên Đao, Cô Linh, có 3 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu pháo, 1 tàu đổ bộ và 1 số tàu thuyền hậu cần đảm bảo. Philippines. Trước năm 1975, Hải quân Philippines có lực lượng mỏng yếu, chỉ gồm 4 tàu hộ tống hạng nhẹ và 1 số tàu tuần duyên bảo vệ vùng lãnh hải ven bờ. Trong chiến dịch mùa xuân năm 1975, Hải quân của quân đội Sài Gòn là quân chủng tham gia rất hạn chế vào các hoạt động quân sự. Phần lớn các chiến hạm quan trọng của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ chạy sang cảng Subic của Philippines, như tàu khu trục HQ-01 Trần Hưng Đạo,
xoáy hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy sang Philippines ngày 29 tháng 4 năm 1975, được Mỹ giao cho Philippines sử dụng. Trong những năm 1981-1988, tàu khu trục này đã trở thành xoáy hạm của Hải quân Philippines với tên gọi BRP Raja Lacandula PF4. Tàu khu trục HQ-02 Trần Quang Khải bỏ chạy sang Philippines tháng 4 năm 1975, được Mỹ trao cho Philippines sử dụng với tên gọi BRP Diego Silang PF9. Tàu tuần dương HQ-06 Trần Quốc Toản đã trở thành chiến hạm Andres Bonifacio của Hải quân Philippines. Tàu tuần dương HQ-03 Trần Nhật Duật bỏ chạy sang Philippines và được Mỹ giao cho Philippines sử dụng từ ngày 5 tháng 4 năm 1976. Tàu tuần dương HQ-05 Trần Bình Trọng bỏ chạy sang Philippines sau hải chiến Hoàng Sa 1974, được Mỹ giao cho Philippines sử dụng với tên gọi mới là RPS Francisco Dagohoy PF10. Tàu tuần dương HQ-16 Lý Thường Kiệt sau khi bại trận trong hải chiến Hoàng Sa 1974 đã di tản sang Subic để sửa chữa và bị Philippines chiếm giữ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, được đưa vào biên chế của Hải quân Philippines ngày 5 tháng 4 năm 1976 với tên gọi BRP Andres Bonifacio PF7. Ngoài ra, còn có tàu hộ vệ HQ-07 Đống Đa, tàu hộ vệ HQ-08 Chi Lăng, tàu hộ vệ HQ-11 Chí Linh, tàu hộ vệ HQ-12 Ngọc Hồi, tàu hộ vệ HQ-14 Vạn Kiếp và hàng trăm tàu pháo, tàu vớt mìn, tàu tuần duyên, tàu vận tải của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ chạy sang Philippines và bị nước này chiếm giữ. Nhờ một số tài sản quân sự khổng lồ thu giữ được từ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong thập niên 1980 của thế kỷ 20 mà Philippines đột ngột nổi lên thành một cường quốc khu vực Biển Đông về hải quân. Dựa trên cơ sở lực lượng này, từ năm 1978, Philippines bắt đầu có những yêu sách mạnh mẽ về chủ quyền trên Biển Đông. Malaysia. Mặc dù là quốc gia tiếp giáp hai đại dương, thế nhưng trong những năm 1980-1990, Malaysia vẫn không có hải quân đủ mạnh. Quân số của Hải quân Hoàng gia Malaysia chỉ khoảng 10.000 người. Chiến hạm chủ lực của Hải quân Malaysia là tàu khu trục Hang Tuan có lượng giãn nước là 2.337 tấn đã qua tay Anh và Ghana sử dụng. Malaysia cũng có tàu hộ tống Ramat mua lại của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, lượng giãn nước là 1.600 tấn, cùng cặp tàu đổ bộ Sri Indira Sakti và Mahawangsa có lượng giãn nước là 4.300 tấn mỗi chiếc. Ngoài ra, Malaysia còn có 7 tàu đổ bộ kiểu LST, 8 tàu tuần duyên có lượng giãn nước dưới 400 tấn và một số tàu phóng lôi dưới 100 tấn. Năm 1983, Hải quân Malaysia được trang bị một số tên lửa chống tàu Exocet MM-38 mua của Pháp lắp trên các tàu khu trục và tàu hộ tống, biến chúng thành các tàu hộ vệ tên lửa có sức chiến đấu rất cao. Malaysia đòi hỏi chủ quyền đối với 27 thực thể địa lý ở phía Nam Biển Đông, trong đó có 12 thực thể địa lý nằm trong khu vực Trường Sa. Tầm nhìn của Đô đốc Giáp Văn Cương. Tại sao Battle Cry lại nhắc tới ông? Bởi Đô đốc Giáp Văn Cương là một nhân vật cực kỳ quan trọng của sự kiện này. Nếu không có tầm nhìn và sự quyết đoán trong hành động của Đô đốc Giáp Văn Cương thì Trường Sa có thể khó khăn hơn bây giờ, không toàn vẹn như bây giờ. Tướng Giáp Văn Cương là đô đốc đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông là người có công đầu trong việc xây dựng các lực lượng hải quân đánh bộ, đặc công nước, tên lửa và pháo bờ biển của quân đội Việt Nam. Những năm làm tư lệnh quân chủng hải quân, ông đặc biệt quan tâm tới hoạt động tác chiến. Để các lực lượng tác chiến thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, xử lý nhanh nhạy các tình huống trên biển, ông chỉ đạo cơ quan, đơn vị chăm lo bổ sung, kiện toàn, mở rộng và nâng cấp lực lượng bảo đảm cho tác chiến như là thông tin, radar, quan sát biển, trinh sát, bảo đảm hàng hải, công binh chiến đấu, v.v. Trong điều kiện đất nước ta còn nghèo, vũ khí trang bị của hải quân thì còn nhiều mặt hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong quân chủng, đồng thời phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả nước để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cuốn Đảo Chìm của nhà thơ Trần Đăng Khoa, một người lính đã từng đóng quân và chiến đấu tại Trường Sa trong giai đoạn đầy khói lửa này, đã thuật lại vị tướng trong một lần ông đi thị sát như sau.
Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương đã tới đây, đã ngủ một đêm trên hòn đảo này trong một chuyến đi tuần biển. Vất vả không các cậu? Tư lệnh hỏi một cậu lính trẻ, tóc đỏ quạch như tôm luộc, da đen cháy, người chắc nịch như một thỏi sắt đã tôi qua lửa. Cậu lính trẻ cười khì khì. Báo cáo bố, cũng tạm tạm thôi ạ. Ở đây thì mọi thứ đều thiếu thốn rồi, giọng tư lệnh bùi ngùi. Thế nhưng, cái gì cần nhất, cấp thiết nhất, các cậu cứ nói thẳng với mình. Bộ tư lệnh sẽ tạo mọi điều kiện để giúp đỡ các cậu. Ngồi bên tư lệnh trên mặt cát nóng bỏng như giang, mặc dù mặt trời đã lặn xuống biển lâu rồi, anh lính trẻ quê xứ Nghệ thật sự coi ông như một đồng đội thân thiết. Anh lắc lắc đầu gối tư lệnh. Bố thấy vương quốc của chúng con thế nào? Tư lệnh đưa mắt nhìn suốt dẻo cát trống trơn, rồi lại nhìn tới cái lều bạt dã chiến cứ hộc lên trong gió, tựa hồ như một con ngựa bất kham đang lồng lộn như muốn dứt tung mấy sợi xích sắt căng ghì xuống đảo mà phóng đi cùng bầy gió hoang dã. Đẹp, nề nếp, đúng quân phong quân kỷ. Ở đây mà giữ được như thế này là tốt lắm rồi, giọng tư lệnh bỗng bùi ngùi. Tất nhiên là vất vả, chúng phải rất vất vả, ta biết. Thế nhưng khổ nỗi, đây lại là tổ quốc, là đất đai hương hỏa của ông cha. Dù chỉ có đá sỏi gió cát như thế này, ta cũng phải canh giữ, một tấc không đi, một ly không rời, dẫu có phải đổi bằng xương máu. Vâng, con hiểu bố ạ. Nếu không có tầm nhìn và sự quyết đoán trong hành động của đô đốc Giáp Văn Cương, Trường Sa có thể khó khăn hơn bây giờ và không toàn vẹn như bây giờ. Nếu như những người lính trẻ đóng quân ở Trường Sa và DK1 những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước không thể quên hình ảnh của vị tướng già mặc quần đùi đu lên nhà giàn quá đơn sơ lúc ấy để kiểm tra độ an toàn cho chiến sĩ, sẽ nhớ mãi vị tư lệnh 68 tuổi chào cờ cùng anh em và sắn quần lặn lội để kiểm tra việc gia cố cho đảo chìm, thì những cán bộ cấp cao lại nhớ tới những quyết định táo bạo của tướng Giáp Văn Cương và phong ông là vị tướng của Trường Sa hay tư lệnh Trường Sa 1988. Năm 1984, do tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến lạ, tướng Giáp Văn Cương được Bộ Quốc phòng điều động về làm tư lệnh Hải quân lần thứ hai, lần đầu là từ năm 1977 đến năm 1980. Năm 1984, ông nhận định, trong tương lai gần, vùng biển khu vực Trường Sa không được bình yên và sẽ là chiến trường chính của Hải quân Việt Nam. Do vậy, trong 2 năm 1986-1987, một mặt, ông yêu cầu bộ phận tác chiến soạn thảo gấp kế hoạch và phương án phòng thủ Trường Sa. Mặt khác, ông chủ động và kiên trì đề xuất với Bộ Chính trị và Đảng ủy Quân sự Trung ương chấp thuận kế hoạch bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Trường Sa và thềm lục địa phía Nam. Và kế hoạch đó được chấp thuận. Ông ra lệnh, nhanh chóng dốc toàn lực, đặc biệt là công binh, ra Trường Sa để tăng cường, củng cố tất cả các đảo nổi, đảo chìm mà quân dân Việt Nam đang đồn trú và sinh sống bao đời nay. Đối với những đảo chìm thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng chưa có quân đồn trú, ông yêu cầu kiên quyết đóng nhanh, đóng đồng thời tất cả các đảo, nếu cần có thể dùng mọi loại tàu để ủi bãi. Giải thích khái niệm ủi bãi, Đại tá Hải quân Nguyễn Trương giải thích là cho tàu mở hết tốc lực lao thẳng lên cạn ở điểm đảo đó để khẳng định chủ quyền và chờ quân ra tiếp viện. Đó là một quyết định táo bạo vì một con tàu và những năm khó khăn ấy là một tài sản lớn. Để tàu chìm là bị kỷ luật nặng. Thế nhưng ông dám làm vậy vì ông coi chủ quyền lớn hơn tất cả. Mọi sự chậm trễ là có tội với tổ tiên và con cháu sau này. Và chính từ mệnh lệnh này, sáng 14 tháng 3 năm 1988, con tàu HQ-505 Anh Hùng đã lao nhanh giữa những làn đại bác, ủi thẳng lên đảo Cô Linh, khẳng định chủ quyền Việt Nam trước khi lính Trung Quốc đổ bộ chiếm đảo. Kết thúc phần 2 của series video, gần như chúng ta đã nắm được toàn bộ tương quan lực lượng và toan tính của các bên trước khi trận hải chiến Trường Sa 1988 xảy ra. Chúng ta cũng biết được thêm về đô đốc Giáp Văn Cương, vị tư lệnh vô cùng quan trọng, người được xem như linh hồn của Hải quân Việt Nam trong giai đoạn cực kỳ quan trọng và đầy biến động của thập niên 1980. Trong phần 3, chúng ta sẽ chính thức tìm hiểu sâu và những diễn biến chính của sự kiện hải chiến Trường Sa này nhé. Hải chiến Trường Sa 1988, tập 3, chiến sự đá chữ thập, căng thẳng đỉnh điểm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Sau khi nắm được toàn bộ bối cảnh, lực lượng và toan tính của các bên trước sự kiện hải chiến Trường Sa 1988, chúng ta sẽ cùng bước vào những diễn biến của chiến dịch này trong video phần 3 của ngày hôm nay nhé.
Những diễn biến chính của sự kiện này được chia ra thành từng giai đoạn khác nhau. Giai đoạn 1977-1978. Trong chiến dịch giữa trùng khơi, giải phóng quần đảo Trường Sa và các đảo trên Biển Đông, từ ngày 9 đến ngày 29 tháng 4 năm 1975, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã sử dụng 3 tàu vận tải có vũ trang nhẹ là T-673, T-674 và T-675 vận chuyển một đại đội đặc công thủy của Lữ đoàn 126, một đại đội hỏa lực của Tiểu đoàn Bộ binh 471, Bộ đội địa phương Quân khu 5 ra quần đảo Trường Sa, thu hồi 5 đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa Lớn. Tháng 2 năm 1978, Philippines bất ngờ cho quân đổ bộ chiếm đóng đảo Biển Lạc, tên cũ là đảo Dừa. Ngày 10 tháng 3 năm 1978, Hải quân Việt Nam phái tàu vận tải có vũ trang HQ-617 ra giữ đảo An Bang. Ngày 11 tháng 3 năm 1978, một tàu chiến của Malaysia định đưa một nhóm người lên đảo An Bang, thế nhưng phải dừng lại vì bộ đội Việt Nam đã có mặt tại đó. Tàu chiến của Malaysia chĩa nòng pháo uy hiếp rồi bỏ đi. Ngày 15 tháng 3 năm 1978, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam phái tàu HQ-679 của Hải đoàn 128 đưa một phân đội của Lữ đoàn 146 cùng một số cán bộ của Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân đổ bộ lên bảo vệ đảo Sinh Tồn Đông. Ngày 30 tháng 3 năm 1978, tàu vận tải HQ-680 thuộc Lữ đoàn 128 vận chuyển một phân đội của Lữ đoàn 146 do Đại úy Vũ Xuân Hòa chỉ huy ra phòng thủ đảo Hòn Sập. Ngày 7 tháng 5 năm 1978, đảo này được đổi tên thành đảo Phan Vinh, tên một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Ngày 4 tháng 4 năm 1978, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam tiếp tục phái tàu HQ-681 thuộc Lữ đoàn 125 đưa 19 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 146 do Tham mưu trưởng Trung đoàn là Nguyễn Trung Cang chỉ huy ra củng cố phòng ngự đảo Trường Sa Đông. Cũng trong tháng 4 năm 1978, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân điều động tàu đổ bộ HQ-501 chiến lợi phẩm đưa một phân đội của Lữ đoàn 146 do đồng chí Kỳ phụ trách ra đóng giữ. Do điều kiện vật chất chưa đảm bảo, đến tháng 5 năm 1978, phân đội được rút về đất liền. Trong tháng 11 năm 1978, Malaysia cho tàu chiến bao vây, uy hiếp các chiến sĩ của Hải quân Việt Nam đang đóng giữ đảo An Bang trong thời gian 11 ngày liền, thế nhưng không thể bức rút được các lực lượng của Việt Nam. Cuối cùng, các tàu chiến của Malaysia phải rút lui. Tập thể cán bộ, chiến sĩ đảo An Bang và đảo trưởng Thượng úy Đào Minh Thu được tặng thưởng huân chương chiến công. Trong năm 1978, Hải quân Nhân dân Việt Nam đóng giữ thêm 4 đảo ở quần đảo Trường Sa, nâng số lượng kiểm soát thực thể địa lý lên 9 đảo. Philippines chiếm thêm 1 điểm đảo. Phải nói đây là một nỗ lực phi thường của Hải quân Việt Nam, bởi trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, đặc biệt là các loại tàu chiến. Thế nhưng, những lực lượng được điều động ra chiến đấu và giữ đảo đều vô cùng dũng cảm và kỷ luật khi có thể hoạt động trong điều kiện rất nhiều các thế lực đe dọa xung quanh. Giai đoạn 1979-1987. Trong các năm từ 1979 đến 1982, tình hình tranh chấp thực địa trên quần đảo Trường Sa tương đối yên tĩnh. Thế nhưng, các cuộc đấu tranh ngoại giao thì khá căng thẳng. Ngày 21 tháng 12 năm 1979, Malaysia đã cho xuất bản một bản đồ vẽ ranh giới lãnh hải của Malaysia lấn vào khoảng 4,4 km2 vùng biển phía nam của quần đảo Trường Sa. Trong đó có các đảo An Bang, Thuyền Trài do Quân đội Nhân dân Việt Nam đang đóng giữ và đảo Công Đo do Philippines đang chiếm giữ. Ngày 29 tháng 4 năm 1980, Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công hàm cho Malaysia phản đối việc này. Và ngày 8 tháng 5 năm 1980, nhân chuyến đi thăm và hội đàm với Ngoại trưởng Malaysia, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch đã khẳng định đảo An Bang là của Việt Nam. Cũng trong tháng 5 năm 1980, Trung Quốc thành lập binh chủng hải quân đánh bộ trực thuộc Quân chủng Hải quân Trung Quốc với Lữ đoàn Lính thủy đánh bộ số 1 được thành lập. Sở chỉ huy hạm đội Nam Hải của Trung Quốc được chuyển từ Quảng Châu xuống Trạm Giang. Các máy bay ném bom tầm xa H-6 của Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay tuần tra trên quần đảo Trường Sa. Năm 1982, Malaysia đã làm cho tình hình tranh chấp trên thực địa phía Nam Biển Đông căng thẳng trở lại. Malaysia cho dựng cột mốc, dựng cột cờ trên đảo Hoa Lau.
Hành động này của Malaysia nhằm yêu sách chủ quyền trên một vùng biển rộng 150 hải lý vuông tính từ đảo Hoa Lau trở về vùng biển Malaysia, đồng thời biến đây thành một căn cứ, một cứ điểm tiền tiêu để làm cơ sở có thể tiếp tục tiến hành tranh chấp một phần quần đảo Trường Sa. Malaysia đã cho công binh đào một con kênh qua bãi san hô vào sát đảo dài 1.800m, rộng 300m cho tàu thuyền vào trú đậu an toàn, xây dựng thành một điểm tựa quân sự có sân bay. Phía Việt Nam đã gửi công hàm phản đối hành động này. Từ tháng 12 năm 1986 đến tháng 1 năm 1987, Malaysia liên tiếp cho hai trung đội lính đặc nhiệm hải quân ra chiếm đóng đá Kỳ Vân và bãi Kiêu Ngựa. Philippines đẩy mạnh việc vận chuyển, xây dựng công trình trên các đảo của họ đóng giữ là đảo Song Tử Đông và bãi cạn An Nhơn. Tình hình lúc này bắt đầu trở nên căng thẳng. Tin tức liên tiếp được báo về sở chỉ huy. Bên trong đất liền liên tục theo dõi sát từng diễn biến và cấp tốc lên một kế hoạch xử lý. Các chiến sĩ ngoài tiền tuyến thì chắc tay súng và chuẩn bị cho những diễn biến căng thẳng tiếp theo là không thể tránh khỏi. Bước sang năm 1987, tình hình tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa vẫn tiếp tục căng thẳng. Trung Quốc cho máy bay và tàu chiến tăng cường trinh sát từ đảo Song Tử Tây đến bãi thuyền chài. Malaysia cho hai tàu khu trục hoạt động cách đảo An Bang từ 7 tới 10 hải lý, mở luồng và khởi công xây dựng cầu tàu ở đảo đá Hoa Lau. Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam quyết định hành động. Một đại đội hải quân đánh bộ gồm 3 trung đội di chuyển trên 3 phao bè được trang bị vũ khí hỏa lực mạnh, sẵn sàng đóng giữ đảo thuyền chài. Bộ chỉ huy vùng 4 hải quân cũng tổ chức một phân đội công binh để xây dựng kết hợp với neo giữ phao bè tại bãi thuyền chài, nghiên cứu luồng lạch, vị trí, phương hướng để đưa phao bè vào vị trí đóng giữ đảo. Một lực lượng dự bị gồm một phân đội chiến đấu của lữ đoàn 146 và một phân đội của đảo Trường Sa được đặt trong tình trạng sẵn sàng cơ động chi viện cho lực lượng ở bãi thuyền chài khi cần thiết. Từ ngày 5 tháng 1 năm 1987, tàu HQ-674 của Hải đội 413 vùng 4 tiến hành cảnh giới quan sát đảo thuyền chài. Tàu vận tải HQ-961, lữ đoàn 125 và tàu HQ-674, Hải đội 413 đã kéo và vận chuyển các phao bè vào vị trí. Tàu vận tải có vũ trang HQ-614 cũng được điều động tới bãi thuyền chài. Các tàu chiến của hạm đội cơ động 171, lữ đoàn 171 sẵn sàng chi viện khi có chiến sự xảy ra. Tình hình đang nóng hơn bao giờ hết. Tháng 2 năm 1987, tàu HQ-613 ra thay cho HQ-614 về căn cứ. Sáng ngày 5 tháng 3 năm 1987, các chiến sĩ của Hải quân Việt Nam treo cờ đỏ sao vàng lên cabin của phao bè, khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Thuyền chài là đảo chìm đầu tiên được Việt Nam đóng giữ tại quần đảo Trường Sa. Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1987, Trung đoàn 83 công binh Hải quân cực kỳ kiên cường khi hoàn thành việc xây dựng ở đảo Thuyền Chài và một số công trình khác ở trên đảo, bất chấp khi đó máy bay trinh sát quân sự của Philippines liên tục bay lượn trên đầu. Giữa năm 1987, tình hình ở Biển Đông liên tục gia tăng căng thẳng. Tháng 2 năm 1987, Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận lớn ở khu vực Hoàng Sa, có sự tham gia của các lực lượng tàu nổi, tàu ngầm, không quân và lữ đoàn hải quân đánh bộ số 1 mới được thành lập. Các máy bay quân sự tầm xa của Trung Quốc tăng cường các chuyến bay tuần tra trinh sát vào sâu vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Lính thủy Trung Quốc giả dạng làm dân đánh cá để tiếp cận các vị trí đóng quân của Hải quân Việt Nam trên các điểm đảo ở Trường Sa. Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 năm 1987, Hải quân Trung Quốc lại tổ chức một cuộc diễn tập lớn ở phía Nam Biển Đông. Trong các tháng 10 và tháng 11 năm 1987, Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 4 là tàu trinh sát, đội lốt tàu nghiên cứu khoa học và một số tàu chiến đi qua các đảo An Bang, Thuyền Chài, Trường Sa Đông, Trường Sa, Song Tử Tây. Ngày 6 tháng 11 năm 1987, Bộ Quốc phòng Việt Nam chính thức phê chuẩn kế hoạch tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo 1987-1990 và ban hành mệnh lệnh số 1679 MLQP giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đưa lực lượng ra giữ các bãi cạn, không cần chờ xin chỉ thị của cấp trên, được tùy cơ hành động. Trước mắt, đưa ngay lực lượng ra đóng giữ các điểm đảo Đá Tây, Chữ Thập, Đá Lớn, Tiên Nữ. Ngày 30 tháng 11 năm 1987, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra nghị quyết 06 NQTW về đấu tranh bảo vệ chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thực thi mệnh lệnh của Bộ Chính trị và Bộ Quốc phòng,
Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã ra lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng bảo vệ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đồng thời chỉ thị cho Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 172, Trung đoàn 83 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động chiến đấu, ra xây dựng các công trình phòng thủ trên các bãi đá ta mới đóng giữ, điều chuyển một số tàu thuộc các lữ đoàn 146, 125 đưa bộ đội đến tăng cường lực lượng đóng giữ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhằm xây dựng các thế trận phòng thủ trên các đảo và vùng biển phía Nam. Hải quân Việt Nam đã bổ sung thêm phương tiện cho vùng 4 hải quân, bảo vệ vị trí neo đậu cho các tàu thuyền tại khu vực giàn khoan. Một số tàu đánh cá nước ngoài đến hoạt động trái phép ở khu vực thềm lục địa hoặc tàu lạ xuất hiện đều bị Hải quân Việt Nam ngăn chặn và xua đuổi, bảo vệ an toàn cho các hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên trong các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam. Đây là một thời điểm cực kỳ nhạy cảm và đòi hỏi phải có sự tỉnh táo, nhạy bén của các bên. Trong tình trạng biến chuyển liên tục, tôn chỉ chung ở đây đó là làm sao phải có được sự hiện diện nhiều nhất và vững chắc nhất ở các đảo, các bãi đá và biến chúng thành các căn cứ, các cứ điểm. Dù bên nào cũng đã sẵn sàng giương súng, thế nhưng chưa bên nào dám nổ súng trước. Bởi khi súng đã nổ thì sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều và sẽ là cái cớ không tốt khi giải quyết bằng những con đường khác ngoài quân sự như ngoại giao và chính trị. Và vấn đề quan trọng hơn là khi một nước A nếu chưa tính toán kỹ nổ súng với nước B thì rất có thể các nước C, D sẽ tranh thủ thời cơ mà chiếm giữ các đảo khác. Nói chung, cục diện quần ngư tranh thực cực kỳ căng não. Từ tháng 11 năm 1987, Đô đốc Giáp Văn Cương, Tư lệnh Hải quân Việt Nam ra lệnh cho Lữ đoàn 146 đang bảo vệ các đảo ở quần đảo Trường Sa nâng cấp sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên tăng cường, thế nhưng cần tránh âm mưu khiêu khích của đối phương. Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam chủ trương tăng cường phòng thủ quần đảo Trường Sa và điều lực lượng chốt giữ thêm một số đảo xung quanh các đảo đã đóng giữ để tạo nên sức mạnh của một cụm đảo. Ngày 2 tháng 12 năm 1987, tàu HQ-604 của Lữ đoàn 125 đưa các lực lượng hải quân đánh bộ và công binh cùng vật liệu đến xây nhà cấp 3 ở đảo Đá Tây. Cuối tháng 11 năm 1987, khu nhà ở và nhà trực canh đã hoàn thành. Đơn vị chốt giữ Đá Tây lập tức tổ chức canh gác bảo vệ đảo. Giai đoạn 1988-1989. Bước sang năm 1988, tình hình khu vực quần đảo Trường Sa căng thẳng tột độ. Ngày 9 tháng 1 năm 1988, Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam nhận định rằng Trung Quốc sẽ tiến hành các hoạt động quân sự nhằm xâm lấn chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Thậm chí, Trung Quốc sẽ chiếm một số bãi san hô nổi hoặc chìm, tạo thế cải giang lược với các đảo mà Việt Nam đang đóng giữ. Các nước khác cũng sẽ nhảy vào tranh chấp thêm các đảo kể cả khi có xung đột. Malaysia có thể chiếm đóng một số đảo nằm giữa đá Kỳ Vân và bãi Rigan. Cuộc tranh chấp các đảo đang trở thành nguy cơ trực tiếp đe dọa Việt Nam và các nước trong khu vực. Ở Vịnh Bắc Bộ, Trung Quốc có thể triển khai thêm khu vực khai thác dầu khí, sử dụng không quân và hải quân để bảo vệ, gây tình hình căng thẳng ở khu vực này. Ở Vịnh Thái Lan, Hải quân Mỹ thường xuyên qua lại có thể hỗ trợ cho Hải quân Thái Lan mở rộng hoạt động, gây mất ổn định, uy hiếp chủ quyền vùng biển, hải đảo của Việt Nam ở phía Tây Nam. Tình hình vô cùng căng thẳng, Việt Nam bị uy hiếp ở nhiều mặt. Sự kiện đá chữ thập. Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam chủ trương đưa quân đóng giữ các đảo Tiên Nữ, Đá Lớn, Đá Tây và chữ thập. Thế nhưng phía Trung Quốc đã đi trước một bước. Ngày 22 tháng 1 năm 1988, Hải quân Trung Quốc đưa một tàu hộ vệ tên lửa, một tàu khu trục, một tàu đổ bộ, một tàu chở dầu và một số tàu hậu cần tiến xuống phía Nam. Ngày 26 tháng 1 năm 1988, Trung Quốc chiếm đóng đá chữ thập. Sau đó, Trung Quốc đưa ngay một lực lượng lớn gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu khu trục tên lửa, 4 tàu bảo đảm đậu xung quanh đảo, khống chế không cho tàu thuyền các nước qua lại khu vực đảo này. Trong tháng 2 năm 1988, Hải quân đánh bộ và công binh của Trung Quốc đã xây dựng những công trình phòng thủ ban đầu trên đá chữ thập. Mãi tới ngày 27 tháng 1 năm 1988, biên đội tàu HQ-611 và tàu HQ-712, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 Nguyễn Công Phán làm biên đội trưởng, Phó tham mưu trưởng vùng 4 Hải quân Nguyễn Thế Dân làm biên đội phó, chỉ huy một đại đội công binh và hai khung đảo
của lữ đoàn 146 mới lên đường đến đóng giữ đảo Chữ Thập. Ngày 29 tháng 1 năm 1988, tàu HQ-611 bị hỏng máy phải dừng lại sửa chữa. Quân chủng phái tàu HQ-07 ra ứng cứu. Phó tham mưu trưởng Nguyễn Thế Dân chuyển sang tàu HQ-07 đi làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Đá Lớn. Lữ đoàn trưởng Công Phán ở lại đảm nhận nhiệm vụ sửa chữa tàu và tiếp tục chỉ huy biên đội tiến về phía đảo Chữ Thập. Sáng ngày 30 tháng 1 năm 1988, khi tàu HQ-712 di chuyển cách đảo 5 hải lý thì 4 tàu chiến của Trung Quốc gồm có 2 tàu hộ vệ tên lửa và 2 tàu pháo ra ngăn cản, không cho tàu Việt Nam tiếp cận đảo. Lữ đoàn trưởng Nguyễn Công Phán phải cho biên đội quay về Trường Sa Đông, không thực hiện được việc đóng giữ đảo Chữ Thập như kế hoạch đề ra. Việc Trung Quốc đánh chiếm đảo Chữ Thập là nhằm tạo ra một đầu cầu quân sự nằm trong một mưu đồ lớn để cướp đảo ở Trường Sa. Hải quân Trung Quốc đã tổ chức 3 cụm tác chiến lớn nhằm triển khai chiến dịch chiếm đoạt quần đảo Trường Sa. Cụm hậu phương lấy Hoàng Sa làm sở chỉ huy thường trực, có các tàu pháo, tàu hộ vệ tên lửa, tàu khu trục tên lửa, các tàu ngầm và tàu hộ tống nhằm ngăn cản, uy hiếp lực lượng Hải quân Việt Nam đang hoạt động ở Vịnh Bắc Bộ, gây khó khăn cho Việt Nam trong việc triển khai hoạt động bảo vệ vùng biển Việt Nam để rảnh tay thực hiện các hoạt động chiếm đảo. Cụm Tiền Phương 1 có nhiệm vụ ngăn chặn lực lượng Hải quân Việt Nam ở đông bán đảo Cam Ranh, Cù Lao Thu. Cụm Tiền Phương 2 khống chế Hải quân Việt Nam ở khu vực Trường Sa nếu có thời cơ phát triển lực lượng sâu xuống khu vực phía Nam. Sở chỉ huy của hai cụm tiền phương đóng ở đảo Chữ Thập. Hải quân Việt Nam chốt giữ thêm 5 đảo đá. Ngày 4 tháng 2 năm 1988, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng tàu chiến xuống khu vực giữa và Nam Biển Đông, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã họp và đề ra các nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Hội nghị nhận định phía Trung Quốc đã cho quân đóng trên đảo Chữ Thập, họ có thể mở rộng phạm vi chiếm đóng sang các đảo Châu Viên, Đá Đông, Đá Nam, Tốc Tan và tạo thế gia báo. Do đó, Hải quân Việt Nam phải nhanh chóng đưa lực lượng ra đóng giữ Đá Lát, Đá Lớn, Châu Viên. Quân chủng Hải quân đã thành lập sở chỉ huy tiền phương của chiến dịch đặt tại Cam Ranh. Chính phủ Việt Nam cũng phát động các phong trào cả nước hướng về Trường Sa, ủng hộ chi viện Trường Sa và vì Trường Sa. Ngày 5 tháng 2 năm 1988, một biên đội gồm các tàu HQ-611 và HQ-712 đang neo đậu ở đảo Trường Sa Đông đã xuất phát đến đóng giữ đảo Đá Lớn. Ngày 6 tháng 2 năm 1988, Hải quân Việt Nam chiếm giữ đảo Đá Lớn. Ngày 13 tháng 2 năm 1988, lữ đoàn 125 cho tàu HQ-505 kéo theo tàu đổ bộ LCU-556 cùng một trung đội công binh làm nhà cao chân đóng giữ đảo Đá Lớn. Ngày 15 tháng 2 năm 1988, tàu HQ-505 đã đưa tàu LCU-556 tiến về phía bắc đảo Đá Lớn và đóng chốt thành công ở đây nhằm bảo vệ các đơn vị đang xây dựng các công trình thể hiện chủ quyền của Việt Nam và công trình phục vụ ăn ở sinh hoạt cho lực lượng bảo vệ đảo. Cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 1988, các tàu quét mìn HQ-851 và HQ-852 của lữ đoàn 161 đang được sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ ở nhà máy đóng tàu Ba Son, được nhận lệnh khẩn cấp về sở chỉ huy quân chủng ở Cam Ranh để nhận nhiệm vụ. Ngày 6 tháng 2 năm 1988, tàu HQ-851 cập cảng Cam Ranh, nhận lệnh trực tiếp từ tư lệnh quân chủng giao nhiệm vụ đi chốt giữ đảo Đá Đông. Ngày 8 tháng 2 năm 1988, tàu HQ-851 xuất phát đi làm nhiệm vụ. Ngày 10 tháng 2 năm 1988, tàu HQ-851 đến đảo Trường Sa Lớn và neo đậu tại đấy một đêm. Sáng 11 tháng 2, HQ-851 nhổ neo đi đảo Trường Sa Đông. Sau khi làm việc với chỉ huy đảo, thuyền trưởng cho tàu tiếp tục hành trình đến đảo chìm Đá Đông. Đến đảo Đá Đông, các sĩ quan chiến sĩ của HQ-851 đã tiến hành khảo sát, đo độ sâu, xác định các khu vực neo đậu và chốt trực bảo vệ đảo Đá Đông. Ngày 15 tháng 2, tức ngày 29 Tết âm lịch, Sở Chỉ huy Quân chủng điều động tàu vận tải HQ-614 của vùng 4 Hải quân tới đảo Đá Đông, kết hợp với tàu HQ-851 lập thành biên đội do Sở Chỉ huy Tiền Phương của vùng 4 đang đặt ở tàu 614 trực tiếp chỉ huy. Sở Chỉ huy Tiền Phương của vùng 4 gồm Đại tá Chỉ huy trưởng vùng Lê Văn Thư, Trung tá Phó Tham mưu trưởng vùng Nguyễn Văn Dân và Trung tá Phó Chủ nhiệm Chính trị vùng Lê Xuân Bạ có nhiệm vụ chỉ huy bộ đội vừa làm nhiệm vụ trực bảo vệ đảo,
biên đội vừa triển khai cho bộ đội ở hai tàu ăn Tết Nguyên đán tại đảo Đá Đông. Ngày 18 tháng 2, các tàu HQ-851 và HQ-614 nhận lệnh tới chốt giữ, bảo vệ đảo Châu Viên. Lúc 12 giờ ngày 18 tháng 2, khi biên đội tới đảo, tàu HQ-614 đã hạ xuồng chở 7 cán bộ và chiến sĩ lên đảo cắm cờ Việt Nam. Trong nước biển cường, bộ đội thay nhau xuống đảo giữ cờ. Do sóng to, nước lớn, tàu HQ-851 bị dê neo trôi dần ra xa và không thể chốt giữ được. Chỉ huy biên đội quyết định đưa tàu về đảo Đá Đông. 23 giờ ngày 18 tháng 2, HQ-851 và HQ-614 nhận được điện hỏa tốc của Sở Chỉ huy Quân chủng ra lệnh cho tàu quay trở lại đá Châu Viên và bằng mọi giá phải ủi tàu vào bãi, không cần chờ lệnh tiếp. 1 giờ sáng ngày 19 tháng 2, HQ-851 và HQ-614 nhổ neo, tức tốc quay lại đá Châu Viên và tới nơi lúc 5 giờ. Thấy tàu HQ-851 chuẩn bị ủi bãi, ba tàu chiến của Trung Quốc lập tức lao tới cắt mũi, ngăn chặn. Tổ lái tàu HQ-851 tiếp tục điều khiển tàu tiến lên và tìm cách tiếp cận đảo. Tàu Trung Quốc tiếp tục kẹp sát và mở bạt, quay mũi súng chĩa thẳng về đài chỉ huy của tàu Việt Nam mà đe dọa. HQ-851 và tàu chiến Trung Quốc giằng co quanh đảo Châu Viên. Với ưu thế hơn hẳn, ba tàu lớn của Trung Quốc áp sát, cản trở, đâm va. Tàu HQ-851 không thể ủi bãi và đưa tàu cũng như người lên đảo. Sở Chỉ huy Tiền phương vùng 4 Hải quân nhận định rằng đảo Đá Đông có vị trí cũng rất quan trọng, gần đảo Trường Sa Đông hơn đảo Châu Viên. Nếu HQ-851 cứ giằng co với tàu Trung Quốc ở Châu Viên cũng không thể đưa quân lên đảo, mà có thể bị Trung Quốc đánh úp phía sau và để mất cả đảo Đá Đông. Chủ huy vùng Lê Văn Thư quyết định cho hai tàu quay trở về lại, đóng giữ đảo Đá Đông trong lúc Trung Quốc đang tập trung lực lượng ở Châu Viên. 19 giờ ngày 19 tháng 2, các tàu HQ-851, HQ-614 đã quay trở lại giữ đảo Đá Đông. Ngày 20 tháng 2, Hải quân Việt Nam triển khai xong các lực lượng phòng thủ ở đảo Đá Lát. Cùng ngày, tàu vận tải HQ-556 tiến vào chốt giữ phía nam đảo Đá Lớn. Ngày 27 tháng 2, tàu kéo Đại Lãnh của công ty trục vớt cứu hộ Sài Gòn kéo theo tàu HQ-582, tàu đổ bộ kiểu LCU và phao bè D02 xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh ra quần đảo Trường Sa. Ngày 1 tháng 3, phao bè D02 được thả neo tại phía bắc đảo Đá Lớn. Ngày 2 tháng 3, Hải quân Việt Nam hoàn thành việc đóng giữ và triển khai phòng thủ tại đảo Đá Lớn. Kết thúc phần 3 của series video, chúng ta đã cùng nhau trải qua những giai đoạn đầy nóng bỏng của sự kiện Hải chiến Trường Sa 1988. Giữa những khó khăn muôn trùng, Hải quân Việt Nam vẫn tỉnh táo và kiên cường giữ vững được các đảo quan trọng và tiếp tục bám sát chiến sự. Ở phần 4, sự kiện nổi bật nhất trong toàn chiến dịch sẽ diễn ra, đó là sự kiện ở Tam Giác, Cô Linh, Len Đao và Gạc Ma. Xin hẹn gặp lại các bạn ở phần 4 của series video. Hải chiến Trường Sa 1988, tập 4, Gạc Ma, vòng tròn bất tử. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry cũng như series Hải chiến Trường Sa 1988. Tập 4 ngày hôm nay sẽ tiếp nối những diễn biến ở Tam Giác, Cô Linh, Len Đao và Gạc Ma. Trong những tháng đầu năm 1988, lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc cho quân chiếm đóng một số bãi đá thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, chiếm giữ đá Chữ Thập ngày 31 tháng 1, đá Châu Viên ngày 18 tháng 2, đá Ga Ven ngày 26 tháng 2, đá Tư Nghĩa tức đá Huy Gơ ngày 28 tháng 2, đá Su Bi ngày 23 tháng 3. Hải quân Việt Nam đưa vũ khí, khí tài ra đóng giữ tại đá Tiên Nữ ngày 26 tháng 1, đá Lát ngày 5 tháng 2, đá Lớn ngày 6 tháng 2, đá Đông ngày 18 tháng 2, đá Tốc Tan ngày 27 tháng 2, đá Núi Le ngày 2 tháng 3. Bước đầu đã ngăn chặn được hành động mở rộng phạm vi chiếm đóng của Hải quân Trung Quốc ra các đảo lân cận. Phía Việt Nam dự kiến Trung Quốc có thể chiếm thêm một số bãi cạn xung quanh cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và một số đảo khác. Căn cứ vào tình hình xung quanh khu vực Trường Sa, Hải quân Việt Nam nhận định Gạc Ma giữ vị trí quan trọng. Nếu để Hải quân Trung Quốc chiếm giữ thì họ sẽ khống chế đường tiếp tế của Việt Nam cho các căn cứ khác tại quần đảo Trường Sa. Vì vậy, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân hạ quyết tâm đóng giữ các đá Gạc Ma, Cô Linh và Len Đao. Thường vụ Đảng ủy Quân chủng
giao cho Lữ đoàn Vận tải 125 cử lực lượng thực hiện nhiệm vụ này. Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc sau khi đưa quân chiếm đóng các dạng san hô, chữ thập, châu viên, ga ven, tư nghĩa, cũng đang có ý đồ chiếm giữ ba đá Gạc Ma, Cô Linh và Lên Đào. Đầu tháng 3 năm 1988, Trung Quốc huy động lực lượng của hai hạm đội xuống khu vực quần đảo Trường Sa, tăng số tàu hoạt động ở đây thường xuyên lên 9 đến 12 tàu chiến, gồm 1 tàu khu trục tên lửa, 7 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu hộ vệ pháo, 2 tàu đổ bộ, 3 tàu vận tải hỗ trợ LSM, tàu đo đạc, tàu kéo và một pông tông lớn. Trước tình hình đó, ngày 31 tháng 3, Tư lệnh Hải quân Việt Nam lệnh cho vùng 4, Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 146, các hải đội 131, 132, 134 của Lữ đoàn 172 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Bộ Tư lệnh Hải quân điều động 41 tàu thuyền và phương tiện nổi của Lữ đoàn 125, Cục Kinh tế, vùng 1, 3, 5 Hải quân, Trường Sĩ quan Hải quân Việt Nam, nhà máy đóng tàu Ba Son đến phối thuộc khi cần thiết. Lúc 19 giờ ngày 11 tháng 3, tàu HQ-604 rời quân cảng Cam Ranh ra đá Gạc Ma để thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch CQ-88. Trên đường đi, sáng ngày 13 tháng 3, tàu ghé đá lớn để chuyển lệnh từ Tư lệnh vùng 4 Hải quân cho tàu HQ-505 đang đưa công binh tới đá lớn. Ngày 12 tháng 3, tàu HQ-605 thuộc Lữ đoàn 125 do thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn chỉ huy đang làm nhiệm vụ ở đá Đông được lệnh đến đóng giữ đá Lên Đao trước 6 giờ ngày 14 tháng 3. 11 giờ ngày 13 tháng 3 thì tàu có mặt tại đá Tốc Tan, cập mạn tàu Đại Lãnh gặp phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 là Võ Tiến Cai để nhận nhiệm vụ cụ thể. Sau 29 tiếng hành quân, tàu 605 đến Lên Đao lúc 5 giờ ngày 14 tháng 3 và cắm cờ Việt Nam trên đá san hô này. Thực hiện nhiệm vụ đóng giữ Gạc Ma và Cô Linh, 9 giờ ngày 13 tháng 3, tàu HQ-604 của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và tàu HQ-505 của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ được lệnh từ đá lớn tiến về phía Gạc Ma, Cô Linh. Phối hợp với hai tàu HQ-505 và HQ-604 có hai phân đội công binh gồm 70 người thuộc Trung đoàn Công binh số 83, 4 tổ chiến đấu gồm 22 người thuộc Lữ đoàn 146 do Trần Đức Thông, phó lữ đoàn trưởng chỉ huy và 4 chiến sĩ đo đạc của đoàn đo đạc và biên vẽ bản đồ thuộc Bộ Tổng Tham mưu. 16 giờ 20 ngày 13 tháng 3, tàu HQ-604 đã đến địa điểm thả neo cách đảo Gạc Ma chừng 100m. Sau khi tàu thả neo được 30 phút thì tàu hộ vệ tên lửa 502 của Hải quân Trung Quốc từ đá Huy Gơ, tức đá Tư Nghĩa, chạy về phía Gạc Ma. Có lúc đôi bên chỉ cách nhau chừng 500m. 17 giờ ngày 13 tháng 3, tàu Trung Quốc đã áp sát tàu HQ-604 và dùng loa gọi sang thông báo đây là lãnh hải của Trung Quốc và yêu cầu bộ đội Việt Nam phải rời khỏi. Tàu HQ-604 cũng đáp trả lại và yêu cầu tương tự. Sau khoảng 30 phút thì tàu Trung Quốc đã bỏ đi về phía Tây, cách đó từ 5 tới 6 hải lý. Bị uy hiếp, tàu HQ-604 vẫn kiên trì neo giữ cạnh đá Gạc Ma. Trước tình hình căng thẳng do Hải quân Trung Quốc gây ra, lúc 21 giờ ngày 13 tháng 3, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam chỉ thị cho Trần Đức Thông, Vũ Huy Lễ, Vũ Phi Trừ, chỉ huy bộ đội quyết tâm giữ vững các đá Gạc Ma, Cô Linh. Tiếp đó, Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ thị cho lực lượng công binh khẩn trương dùng xuồng chuyển vật liệu xây dựng lên đá ngay trong đêm ngày 13 tháng 3. Thực hiện mệnh lệnh, tàu HQ-604 cùng lực lượng công binh Trung đoàn 83 đã chuyển vật liệu xây dựng lên đá Gạc Ma. Tiếp đó, lực lượng của Lữ đoàn 146 bí mật đổ bộ, cắm cờ Việt Nam và triển khai 4 tổ bảo vệ đá. Lúc này, Trung Quốc điều thêm 2 hộ vệ hạm trang bị pháo 100 ly đến hỗ trợ lực lượng đã đến từ trước, yêu cầu phía Việt Nam phải rút khỏi đá Gạc Ma. Ban chỉ huy tàu 604 họp nhận định Trung Quốc có thể dùng vũ lực can thiệp và quyết định chỉ huy bộ đội bình tĩnh xử trí, thống nhất thực hiện theo phương án tác chiến đề ra và quyết tâm bảo vệ Gạc Ma. Chỉ huy trận Gạc Ma của Trung Quốc lúc đó là tham mưu trưởng căn cứ Du Lâm Trần Vĩ Văn trong hồi ký của mình cho biết. Lúc đó, cấp trên truyền đạt nguyên tắc chiến đấu được tổng kết thành 5-0 một đuổi. 5-0 nghĩa là không chủ động gây sự, không nổ súng trước, không tỏ ra yếu đuối, không chấp nhận thua thiệt, không để mất thể diện. Một đuổi là nếu quân địch chiếm các đảo đá của ta thì phải lập tức đuổi địch. Sau khi xảy ra sự kiện này,
chúng ta cũng có chủ ý tránh đề cập, tuyên truyền trong nước không nhiều. Thế nhưng trận chiến này lại trở thành nỗi đau khó có thể hóa giải trong lòng người Việt Nam về quan hệ với Trung Quốc. Trước sức ép từ hạm đội hùng hậu của đối thủ, các tàu HQ-505 và HQ-604 của Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ. 7 giờ sáng ngày 14 tháng 3, các tàu chiến của Trung Quốc đã triển khai đội hình để tấn công các tàu HQ-505 và HQ-604 của Việt Nam. Xét về lực lượng, Trung Quốc chiếm ưu thế hoàn toàn. Họ có 3 tàu chiến chuyên dụng, trang bị đầy đủ hỏa lực đại bác cỡ lớn, có thể bắn vào mục tiêu từ tầm xa trên 20 km. Trong khi đó, phía Việt Nam chỉ có 3 tàu vận tải không vũ trang hoặc là vũ trang kém. Chỉ có súng cá nhân như AK-47, RPG-7 để trang bị cho thủy thủ, tầm bắn chỉ được vài trăm mét. Khi xảy ra hải chiến, tàu Trung Quốc có thể đứng từ xa và nã đạn vào tàu Việt Nam mà không bị đối phương bắn tới. Phía Việt Nam thì không thể tấn công tàu Trung Quốc do không có pháo mà chỉ có thể dùng vũ khí cá nhân để bắn xuồng đổ bộ ngăn Trung Quốc đổ quân lên chiếm đảo. Và thực tế, trận đánh diễn ra đúng như vậy. Chiến sự tại Gạc Ma. Khoảng 2 giờ sáng ngày 14 tháng 3, một bộ phận công binh trên tàu HQ-604 được lệnh xuống đảo, tìm và lựa chọn địa điểm xây dựng công trình. Họ cũng chôn một cái cột để làm cột cờ để khẳng định mốc chủ quyền. Đến 5 giờ thì 5 người gồm Thượng úy Nguyễn Mậu Phong, chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, Trung úy Trần Văn Phương, chỉ huy phó đảo, Lê Hữu Thảo, Hoàng Văn Trúc và Đậu Xuân Tư mang hai khẩu AK xuống đảo làm nhiệm vụ giữ cờ và bảo vệ cho công binh xây dựng. Trên tàu, Trung tá Trần Đức Thông gọi các đơn vị thức dậy chuyển vũ khí dưới hầm tàu lên lau chùi để chuẩn bị chiến đấu nếu Trung Quốc nổ súng trước. Khoảng 6 giờ sáng ngày 14 tháng 3, khi tổ cắm cờ và giữ cờ gồm 5 người và khoảng 20 chiến sĩ công binh đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ 4 tàu khu trục và hộ vệ tên lửa của Trung Quốc chạy tới. Một tàu thì đậu ở xa, còn 3 tàu thì áp sát chừng 200 đến 300 mét. Tàu Trung Quốc đã chĩa súng vào tàu HQ-604 và bộ đội Việt Nam, đe dọa và yêu cầu tất cả rút khỏi đảo. Thế nhưng, công binh Việt Nam vẫn làm việc bình thường, chèo thuyền và chở vật liệu ra đảo xây dựng. 6 giờ 30 phút, tàu Trung Quốc đã thả xuồng máy đổ bộ lính có trang bị vũ trang xuống đảo, gồm 1 viên chỉ huy mang súng ngắn và 48 lính mang AK, 1 lính mang điện đàm. Lính Trung Quốc đã bao vây theo thế vòng cung, men theo bãi san hô. Những chỗ vòng vây gần nhất, hai bên cách nhau chỉ chừng có 1 mét. Các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đứng thành hình vòng tròn quanh lá cờ Tổ quốc. Ngay lúc đó thì chỉ huy cụm đảo Trần Đức Thông đã ra lệnh cho các thủy thủ từ tàu HQ-604 tiến về bảo vệ bãi để hình thành tuyến phòng thủ, hỗ trợ đồng đội trên đảo, không cho đối phương tiến lên. Tổ cắm cờ và giữ cờ Việt Nam gồm 5 người và khoảng 20 chiến sĩ công binh. Do đang làm nhiệm vụ xây dựng nên chỉ có 2 khẩu AK-47. Gần 40 chiến sĩ trên tàu HQ-604 xuống bãi hỗ trợ đồng đội cũng chỉ mang theo một số dụng cụ như xà beng, cuốc xẻng. Thế nhưng họ vẫn rất cố gắng để bảo vệ cờ trước lính Trung Quốc. Hai bên giằng co nhau bằng tay không một hồi. Sau đó, sĩ quan Trung Quốc cầm súng lục đã nổ súng bắn chỉ thiên, thế nhưng không hề có tác dụng. Phía Trung Quốc bắt đầu hành động mạnh tay hơn. Lính Trung Quốc đã nổ súng bắn tử thương Trung úy Trần Văn Phương, rồi dùng lê đâm và nổ súng bắn bị thương hạ sĩ Nguyễn Văn Lành. Theo báo Việt Nam, trước khi hy sinh, Trần Văn Phương đã hô to: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của quân chủng Hải quân." Do Hải quân Việt Nam không chịu rút khỏi đá, tốp lính Trung Quốc trên đảo đã rút về tàu. Hai chiến hạm 502 và 531 lúc này đã lập tức khai hỏa. Hỏa lực gồm đủ loại từ trọng liên 12 ly 7, pháo 37 ly cho tới cả pháo 76,2 ly, pháo 100 ly, có cả dàn ống phóng rocket 12 nòng bắn vào tàu HQ-604 và cả lính Việt Nam trên đảo. Và sau loạt đạn đó, gần như toàn bộ lính Việt Nam trên đảo đều đã hy sinh. Sau đó, tàu Trung Quốc quay lại để bắn cả tàu HQ-505 bên đảo Cô Linh và HQ-605 bên đảo Len Đào. Sau đợt pháo kích thì Hải quân Trung Quốc lại cho xuồng đổ bộ xông về phía tàu HQ-604. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ, chỉ huy quân còn lại trên tàu, sử dụng các loại súng AK-47, RPD, B-40, B-41 đánh trả quyết liệt, khiến nhiều lính Trung Quốc thương vong, buộc đối phương
phải bỏ xuồng, nhảy xuống biển, bơi về tàu. Hải quân Việt Nam vừa chiến đấu, vừa tổ chức băng bó, cứu chữa thương binh và hỗ trợ các chiến sĩ bảo vệ cờ. Trung Quốc tiếp tục nã pháo cho tới khi tàu HQ-604 của Việt Nam bị thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển. Lữ đoàn phó 146 Trần Đức Thông, thuyền trưởng đại úy Vũ Phi Trừ cùng một số thủy thủ đã hy sinh cùng tàu HQ-604 ở khu vực đá Gạc Ma. Khi trời sáng rõ, thì quân Trung Quốc mới rút khỏi đá Gạc Ma. Lúc này, trung sĩ Lê Hữu Thảo và một số người còn sống đã bơi ngược lại đảo để tìm xác đồng đội và cấp cứu chiến sĩ bị thương. Đầu giờ chiều, xuồng của HQ-505 đến hỗ trợ đưa mọi người về đảo Cô Linh. Tới trưa ngày 14 tháng 3, máy bay của Việt Nam bay trên bầu trời Gạc Ma, thế nhưng tàu Trung Quốc đã đi khỏi. Chiến sự ở Cô Linh. 18 giờ ngày 13 tháng 3, tàu đổ bộ HQ-505 thả neo ở mép đá Cô Linh. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ nhận định sáng mai có thể đụng độ, mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu và tăng cường đi ca, quan sát mục tiêu trên biển. Các tổ đi ca tăng cường người tập trung quan sát phía Gạc Ma, bởi lúc chiều nhập nhoạng, nhìn qua ống nhòm đã thấy tàu HQ-604 thả xuồng đưa công binh vào bãi đá và ban đêm, đuốc trên bãi sáng lập lòe. 5 giờ sáng ngày 14 tháng 3, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ báo thức toàn tàu và cử 3 tổ chiến sĩ bơi vào đá Cô Linh để cắm cờ Việt Nam ở ba góc. Việc cắm cờ kéo dài hơn 1 tiếng do phải dùng xà beng để phá đá san hô làm lỗ cắm. Khi cắm cờ xong thì trời tảng sáng. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy 2 tàu khu trục của Trung Quốc từ phía đá Huy Gơ chạy xuống, sát qua Cô Linh và tàu HQ-605. Khoảng gần 8 giờ sáng thì 2 tàu khu trục của Trung Quốc liên tục nã pháo vào HQ-505. Quả đạn pháo đầu tiên bắn vào buồng thông tin trên đài lái, sau đó là hầm máy khiến hệ thống liên lạc bị cắt, khí khởi động nguồn tịt ngóm, máy bị hỏng phải thả trôi. Gặp gió mùa đông bắc thổi mạnh, tàu trôi ra xa khỏi đảo hơn 1 hải lý, tương đương với 1.852m. Pháo 85-100 ly trên tàu Trung Quốc vẫn không ngừng nã đạn, khiến cho HQ-505 bốc cháy, thân tàu thủng, nước tràn vào các khoang, dầu chảy lênh láng trên mặt biển. Mọi người trên boong tàu vừa dập lửa vừa bắn trả. Thế nhưng vũ khí mạnh nhất của tàu lúc ấy chỉ là pháo 40 ly, không với tới được con tàu Trung Quốc. Lúc này HQ-505 đã nghiêng và có nguy cơ chìm. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ lập tức hội ý với ban chỉ huy tàu và quyết định phải sửa chữa bằng được máy để đưa tàu lên đảo và ủi bãi. Dù bị thương, thế nhưng máy trưởng Nguyễn Đại Thắng vẫn xông xáo chỉ đạo sửa máy. Lúc 8 giờ 18 phút, tàu HQ-505 trườn được 2/3 thân tàu lên đá và dừng hẳn. Con tàu dài gần 100m, rộng 28m, vừa yên vị trên bãi, thì cũng ở lúc mà tàu chiến Trung Quốc tiếp tục nã đạn. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ yêu cầu mọi người hủy tài liệu mật, sơ tán khỏi tàu nhằm hạn chế thương vong, đồng thời chuyển vũ khí lên đảo để chuẩn bị chiến đấu. Lúc 9 giờ, các tàu Trung Quốc tấn công đợt 2 vào HQ-505, khiến hầm dầu cháy lớn, không thể dập được nữa. Cấp ủy tàu xác định có thể sẽ hy sinh tất cả, thế nhưng vẫn quyết tâm bám trụ tới cùng. Lúc 9 giờ 30 phút, tàu Trung Quốc mới kết thúc bắn. Nhìn qua ống nhòm sang Gạc Ma, thấy một xuồng chuyển tải đang nổi và một đội níu các vật nổi cứu nhau. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ cho hạ xuồng cao su bên mạn phải tàu, cử một tiểu đội chạy sang Gạc Ma cấp cứu thương binh. 15 giờ chiều, xuồng đưa 45 thương binh về cặp tàu, có thi hải của thiếu úy Trần Văn Phương, thương binh nặng Đậu Văn Tư, vân vân. 16 giờ, HQ-671 của Việt Nam treo cờ chữ thập lùi vào bãi nhận thương binh, liệt sĩ để đưa về đảo sinh tồn. Để lại 9 cán bộ và chiến sĩ bám trụ ở Cô Linh do thuyền trưởng Vũ Huy Lễ chỉ huy. Nhờ việc ủi bãi, thế nên tàu HQ-505 không bị chìm. Chiến sĩ của tàu HQ-505 đã hoàn thành nhiệm vụ giữ vững chủ quyền ở đảo Cô Linh. Sau trận đánh, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ vì thành tích trong chiến đấu ở đảo Cô Linh được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 1 năm 1989. Về tàu HQ-505, Hải quân Việt Nam sau này đã cố gắng cứu tàu để đưa về quân cảng Cam Ranh sửa chữa, nhưng không thành, tàu được thả cho chìm ở ngay gần đá Cô Linh. Chiến sự ở Lendao.
tàu vận tải HQ-605 hành quân tới đá Lendau vào khoảng 5 giờ sáng ngày 14 tháng 3. Ngay khi vừa thả neo định vị tàu, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn ra lệnh cho một tổ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cắm cờ chủ quyền trên đảo chìm này. Tổ gồm có Trung úy Phan Hữu Doan, thuyền phó làm tổ trưởng và các chiến sĩ Trần Quang Ngọc, Vũ Văn Nga, Nguyễn Văn Dũng, Phạm Văn Thưởng. Thuyền được thả xuống, tổ cắm cờ theo xuồng để lên đá Lendau. Tại đây cả tổ đã nhổ và vứt luôn cờ của Trung Quốc cắm phi pháp ở trước đó và thay thế bằng cờ của Việt Nam. Cắm hai lá cờ tổ quốc trên hai đầu bãi để khẳng định chủ quyền. Khoảng 20 phút sau khi tổ chiến đấu của HQ-605 cắm cờ chủ quyền trên bãi, tàu hộ vệ tên lửa 502 của Trung Quốc áp sát với khoảng cách 500-700m, chĩa pháo sang uy hiếp. Chiến hạm Trung Quốc phát loa đe dọa buộc tàu Việt Nam phải rời khỏi vùng biển. Tàu HQ-605 cũng phát loa đáp lại: đây là chủ quyền của Việt Nam, yêu cầu tàu Trung Quốc rút lui ngay. Mới chỉ qua lại vài câu, lập tức tàu Trung Quốc đã chĩa thẳng tất cả dàn hỏa lực vào tàu Việt Nam. Trước sự đe dọa cực kỳ nguy hiểm, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn vẫn bình tĩnh và yêu cầu các chiến sĩ giữ vững vị trí. Sau khi đe dọa không thành công, chiến hạm của Trung Quốc lui dần ra xa khỏi tầm súng bộ binh của tàu HQ-605 và chuẩn bị tác chiến. Ngay khi đó, thì các tàu chiến của Trung Quốc sau khi bắn chìm tàu HQ-604 ở đá Gạc Ma lại kéo sang cùng tấn công tàu HQ-605. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn nhìn qua ống nhòm thấy tàu HQ-604 bốc cháy rồi chìm dần. Đến 7 giờ 50 phút, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn ra lệnh chuẩn bị lao lên bãi Lendau vì biết là sẽ khó tránh chiến sự tiếp theo. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm quyết định đó, máy tàu thì lại trục trặc vì đây là con tàu rất cũ kỹ. Các sĩ quan và chiến sĩ phòng máy Uông Xuân Thọ, Trần Văn Sáu, Hoàng Văn Nam đã lao xuống và cố gắng sửa chữa tàu. HQ-605 là tàu nhỏ, trọng tải chỉ có 400 tấn, cao 13m, dài 49,5m, chuyên chở hàng hóa với quân số chỉ có 18 người, trang bị thô sơ gồm súng AK và B-40. Thấy tàu HQ-605 nổ máy, tàu hộ vệ tên lửa 556 của Trung Quốc điên cuồng bắn phá tàu Việt Nam. Loạt đạn đầu tiên nhắm vào đài lái, tức là phòng chỉ huy, khiến trung sĩ báo vụ Bùi Duy Hiển hy sinh ngay tại chỗ. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn bị bỏng ở mặt và mảnh đạn găm sâu ở chân. Bị thương nặng nhất là thuyền phó Phan Hữu Doan, do ở gần vị trí pháo nổ làm cháy bỏng toàn thân và cả mảnh đạn găm sâu vào mặt. Thế nhưng anh vẫn cố gắng giữ vững vị trí chiến đấu. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn ra lệnh chặt neo, ủi tàu lên bãi Lendau. Thế nhưng đạn pháo Trung Quốc đã nhắm trúng khoang máy, khiến máy trưởng Uông Xuân Thọ và chiến sĩ cơ điện Trần Văn Sáu bị thương nặng, gãy chân. Đạn pháo phía Trung Quốc vẫn bắn như mưa theo kiểu cố sát. Tàu HQ-605 bị liệt máy, mất khả năng điều khiển, bốc cháy dữ dội. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn hiểu rằng nếu trụ lại cùng con tàu thì tất cả sẽ hy sinh và chủ quyền đảo Lendau cũng khó giữ. Ông buộc phải ra lệnh mọi người rời tàu và bơi vào bãi Lendau. Suốt 4 tiếng đồng hồ trên biển, chiếc xuồng của tổ bảo vệ cờ trên đá Lendau mới vớt được hết mọi người. Các chiến sĩ hải quân Việt Nam dìu nhau lênh đênh trên bè và quyết tâm trụ lại với Lendau, thề rằng nếu hy sinh thì sẽ lấy xương máu của mình để làm bằng chứng chủ quyền cho Tổ quốc. Thuyền phó Phan Hữu Doan trụ được trên biển với đồng đội vài giờ thì hy sinh vì vết thương quá nặng. 8 giờ 20 phút ngày 14 tháng 3, Hải quân Trung Quốc bắn mãnh liệt vào tàu HQ-605 của Hải quân Việt Nam. Tàu HQ-605 bị bốc cháy và chìm lúc 6 giờ ngày 15 tháng 3. Thủy thủ đoàn của tàu bơi về đảo sinh tồn. Và đây cũng là những diễn biến cuối cùng trong phần 4 của video. Đã có những sự hy sinh tới từ Hải quân Việt Nam. Các anh đã chiến đấu bằng tất cả những gì có thể, thậm chí là cả máu của mình để có thể giữ trọn lại một phần của Tổ quốc thiêng liêng. Trái tim của các anh vẫn còn đập trong lòng của dân tộc tới muôn đời. Sự hy sinh của các anh chưa bao giờ bị lãng quên. Trong phần 5 cũng sẽ là phần cuối của series này, các bạn sẽ cùng tới với chiến dịch phản công và giành lại đảo Lendau của quân đội Việt Nam, cũng như những diễn biến cuối cùng trong sự kiện Hải chiến Trường Sa 1988. Hải chiến Trường Sa 1988, tập 5, chiến dịch CQ-88, đòi lại đảo từ tay Trung Quốc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry.
nhưng diễn biến đầy hào hùng và bi tráng ở phần trước có lẽ đã giúp chúng ta hiểu được phần nào sự gian khổ, thiếu thốn cũng như là tinh thần kiên cường, quyết tử của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam. Trong phần 5 cũng là phần cuối của series video về sự kiện hải chiến Trường Sa 1988, Battle Cry sẽ gửi tới các bạn chiến dịch CQ88, phản công giành lại đảo Landau và những chuỗi diễn biến cuối cùng của sự kiện này. Chiến dịch CQ88, Việt Nam giành lại Landau. Sau trận đánh, Việt Nam lên kế hoạch giành lại các đảo với tên gọi chiến dịch là CQ88, chủ quyền 88. Trong chiến dịch, chủ trương của Việt Nam là chỉ sử dụng các lực lượng vận tải và công binh để thực hiện đóng quân bảo vệ chủ quyền, không gây xung đột quá mức để Trung Quốc tạo cớ đánh chiếm toàn bộ quần đảo. Bởi khi đó, lực lượng của Việt Nam trên quần đảo vẫn còn rất mỏng, khó có thể chống đỡ nếu Trung Quốc huy động toàn bộ hạm đội Nam Hải tới tham chiến. Ngày 15 tháng 3 năm 1988, chỉ một ngày sau trận đánh, Việt Nam cho quân đóng giữ đá Núi Thị, một vị trí rất quan trọng ở cụm đảo Nam Yết. Ngày 16 tháng 3, Việt Nam tiếp tục cho quân đóng giữ đảo Đá Nam. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 năm 1988, Trung đoàn Không quân 918 thực hiện 10 chuyến bay ra Trường Sa, quan sát, chụp ảnh, thông báo tình hình của đối phương trên biển về sở chỉ huy. Ngay sau trận chiến ở đảo Gạc Ma, các ngày 14, 15 và 16 tháng 3 năm 1988, máy bay AN-26 của Không quân Việt Nam đã bay ra Kolin, Landau để trinh sát trận địa, nhưng Trung Quốc cũng điều máy bay ra ngăn chặn. Ngày 30 tháng 3, Việt Nam quyết định tăng cường bay huấn luyện trên biển xa cho phi đội Su-22M nhằm nâng cao khả năng tác chiến trên biển. Ngày 24 tháng 4, 3 chiếc Su-22M được điều từ Thọ Xuân, Thanh Hóa và Phan Rang. Từ cuối tháng 6, có thêm 10 chiếc Su-22M nữa và Phan Rang. Từ Phan Rang bay ra Trường Sa là gần 600 km. Thời điểm đó, phương tiện dẫn đường của Việt Nam chỉ có bán kính là 300 km, nên sau đó phi công phải tự bay 300 km nữa mà không có dẫn đường. Giữa biển cả, việc xác định vị trí là cực kỳ khó khăn, không có địa tiêu nào để phi công dựa vào phán đoán tọa độ. Thời tiết thì lại thay đổi đột ngột. Các đơn vị Su-22M phải khắc phục rất nhiều khó khăn và cả nguy hiểm để huấn luyện cấp tốc việc bay ra đảo Trường Sa. Một tháng sau sự kiện ngày 14 tháng 3, con tàu không số của lữ đoàn 125 chở theo 35 lính công binh và 7 lính hải quân của đơn vị C7D3 thuộc lữ đoàn công binh E83 do tư lệnh vùng 4 hải quân chỉ huy quay lại quần đảo Trường Sa. Vũ khí chỉ có súng DKZ, B40, AK, lựu đạn mỏ vịt, mìn chống tăng. Điều đặc biệt nhất là mỗi chiến sĩ đều được phát một bao tử thi để chuẩn bị sẵn cho mình nếu có hy sinh. Từ 2 giờ sáng, Hải quân Việt Nam bí mật cho xuồng nhỏ vào thăm dò rồi tiếp cận Landau và Gạc Ma. Tuy nhiên, lính Việt Nam chỉ có thể cắm cờ lên đảo Landau. Tại Gạc Ma, phía Trung Quốc đã xây nhà cấp tốc và răng lưới điện xung quanh đảo, thế nên các chiến sĩ không tiếp cận được. Buổi sáng, phát hiện Việt Nam cắm cờ lên Landau, Trung Quốc đã cho 7 tàu chiến và vô số xuồng nhỏ bao vây đảo. Trận chiến rất dễ xảy ra, giống như một tháng trước. Thế nhưng lúc này, 7 máy bay chiến đấu Su-22M của Việt Nam bay từ đất liền ra quần đảo. Thấy máy bay chiến đấu của Việt Nam, lập tức phía tàu Trung Quốc đã tản ra. Bộ đội Việt Nam đã tiếp tục xây dựng công sự và bảo vệ vững chắc đảo Landau cho tới tận ngày hôm nay. Tổng cộng, trong chiến dịch CQ88, Việt Nam đóng giữ được thêm 11 đảo chìm. Tháng 11 năm 1988, Hải quân Việt Nam bắt đầu đóng giữ bảo vệ khu vực DK1 ở thềm lục địa phía Nam. Trong trận chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988, phía Trung Quốc thống kê rằng họ đã bắn tổng cộng là 285 viên đạn pháo 100 ly và 266 viên đạn pháo 37 ly, chưa kể các cỡ đạn nhỏ hơn. Phía Việt Nam chỉ có tàu vận tải nên không có pháo để bắn trả, chỉ có thể bắn trả bằng các loại vũ khí cá nhân như AK-47 và RPG-7. Thiệt hại của Việt Nam bao gồm 2 tàu bị bắn chìm, 1 tàu bị bắn hỏng được cho ủi bãi, 3 người hy sinh, 11 người khác bị thương, 70 người bị mất tích. Sau này, Trung Quốc đã trao trả cho phía Việt Nam 9 người bị bắt và 61 người vẫn bị mất tích và được xem là đã hy sinh. Theo các báo cáo của Việt Nam, thì khi tàu của Việt Nam bị đánh đắm, thì tàu chiến của Trung Quốc đã chặn không cho tàu của Hội chữ thập đỏ tới cứu. Và đây
là một sự vi phạm những điều luật cơ bản nhất về chiến tranh của luật pháp quốc tế. Nhờ hành động dũng cảm của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ và tập thể tàu HQ-505, tàu Việt Nam nằm trên đá Kolin và giữ được đá ngầm này. Trung Quốc chiếm đá Gạc Ma từ ngày 16 tháng 3 năm 1988 và vẫn giữ cho đến nay. Khoảng một tháng sau trận hải chiến tại Gạc Ma, Hải quân Việt Nam đưa 35 công binh và 7 thủy binh cùng vật liệu xây dựng, một số vũ khí bí mật đổ bộ trong đêm lên đá Len Đao xây dựng nhà đánh dấu chủ quyền. Lặp lại kịch bản tại đá Gạc Ma, trong ngày hôm đó, Trung Quốc đưa 7 tàu chiến và nhiều sổ nhỏ bao vây uy hiếp số quân Việt Nam trên đá. Tuy nhiên, kết quả đau thương ở Gạc Ma lần này đã không xảy ra bởi không quân Việt Nam đã xuất kích. 7 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-22M từ đất liền bay ra phía đá và trở thành nỗi uy hiếp trên bầu trời. Không quân Trung Quốc ở thời điểm đó không có đủ khả năng chống trả nên số tàu chiến của Trung Quốc đã phải tản ra. Đụng độ không nổ ra, phía Việt Nam giữ được đá và hoàn thành việc xây dựng nhà trên đá. Ngày 7 tháng 5 năm 1988, tại quần đảo Trường Sa, Đại tướng Lê Đức Anh đã đọc lời thề. Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa trước đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau, quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 10 năm 1988, quân chủng Hải quân Việt Nam đã sử dụng một phần lực lượng không quân phía Nam tham gia đợt diễn tập chi viện quần đảo Trường Sa mang tên CV-88 trong tác chiến phòng thủ. Địa điểm diễn tập là căn cứ Phan Rang, Cam Ranh và vùng biển hai tỉnh Phú Khánh, Thuận Hải. Lực lượng tham gia có phi đội cường kích Su-22M, tức trung đoàn 923, hai trực thăng Mi-8 thuộc trung đoàn 917, hai vận tải cơ An-26 thuộc trung đoàn 918. Phi đội Su-22M luyện tập phương án tấn công tiêu diệt và ngăn chặn đội hình tàu hải quân đối phương trên biển, chi viện yểm hộ cho tàu hải quân phản công chiếm lại đảo. Máy bay An-26 làm nhiệm vụ trinh sát, chụp ảnh, chuyển quân và Mi-8 tìm kiếm cứu nạn. Trong năm 1988, Hải quân Việt Nam đưa quân ra đóng giữ tiếp 11 bãi đá ngầm khác. Ngày 17 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã ký văn bản 19 NQ-TU về việc bảo vệ khu vực bãi ngầm trong thềm lục địa phía Nam, khu DK1. Ngày 5 tháng 7 năm 1989, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị số 180-UT về việc xây dựng Cụm Dịch vụ Kinh tế Khoa học Kỹ thuật thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gọi tắt là DK1, xác định lại chủ quyền Việt Nam đối với khu vực thềm lục địa này. Từ tháng 6 năm 1989, Hải quân Việt Nam bắt đầu đóng giữ các bãi đá ngầm Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè. Sau này, phía Trung Quốc có giải thích, trong khi các tàu của họ đang bỏ neo để yểm trợ cho một nhóm nghiên cứu thăm dò mỏ dầu ở đây, thì Hải quân Việt Nam nổ súng tấn công. Vì thế mà Hải quân Trung Quốc bắt buộc phải tự vệ. Khi hạm đội Trung Quốc di chuyển tới quần đảo Trường Sa, Trung Quốc lấy danh nghĩa đưa phái đoàn khoa học Liên Hợp Quốc đi khảo sát. Sau này, chính phủ Trung Quốc tuyên bố rất tiếc là biến cố đã xảy ra. Thế nhưng sự thực thì phía Liên Hợp Quốc cho rằng họ không có công tác khảo sát nào ở Trường Sa cả. Theo phía Trung Quốc, chủ trương ban đầu của họ chỉ là chiếm đóng các đảo còn bỏ hoang, chứ không tranh chấp các đảo có lực lượng nước ngoài chiếm đóng từ trước. Tất nhiên, tuyên bố này ở thời điểm hai nước đã bình thường hóa quan hệ và mang tính xoa dịu. Trong suốt thời gian xảy ra chiến sự, Hải quân Liên Xô đóng ở Cam Ranh đã không can thiệp. Việc này được cho là do bối cảnh chính trị Liên Xô khi đó đang muốn kết thúc chiến tranh lạnh với phương Tây, cũng như muốn xích lại gần Trung Quốc. Nội bộ Liên Xô lúc này cũng đang bị rối loạn nghiêm trọng do những chính sách sai lầm của Tổng thống Gorbachev. Thực tế, chỉ 3 năm sau thì Liên Xô cũng đã tàn rã. Trước đó, giữa Việt Nam và Liên Xô đã ký riêng Hiệp ước Liên minh Quân sự Đồng minh Song phương tháng 11 năm 1978, trong đó ghi rõ là Liên Xô sẽ hỗ trợ Việt Nam hết sức mình về các mặt kinh tế, văn hóa và quốc phòng. Tuy nhiên sau đó, phía Việt Nam yêu cầu không đưa đầu đạn hạt nhân, tàu ngầm quân sự vào khu vực cảng Cam Ranh để tránh nguy cơ chiến tranh hạt nhân xảy ra trên đất nước của mình. Liên Xô không đưa được tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân vào Cam Ranh nên đã đồng ý rút khỏi Hiệp định Tương trợ quân sự sớm 4 năm. Bộ đội Hải quân và không quân Nga cũng dần rút khỏi Cam Ranh. Do vậy, năm 1988,
Liên Xô không có nghĩa vụ phải điều động quân đội để ủng hộ Việt Nam như trong cuộc chiến năm 1979 nữa. Vào tháng 4 năm 1988, Trung Quốc cũng đã thông qua một nghị quyết thành lập tỉnh Hải Nam, trong đó bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam đã khẳng định chủ quyền. Vào ngày 7 tháng 11 năm 1990, hạm đội Nam Hải nhận được báo cáo là các rạn san hô đá Gaven đã mất liên lạc vô tuyến điện. Điều tra sau đó phát hiện thấy tất cả các tổ lính chốt ở đây đã thương vong, trong đó 6 chết, 1 bị thương, 5 mất tích. Kiểm tra thấy trong các lô cốt có chi chít vết đạn, chứng tỏ đã diễn ra một cuộc chiến đấu ác liệt. Không rõ lực lượng nào đã tiêu diệt tổ lính chốt của Trung Quốc tại đây. Năm 1993, cũng tại Gaven có tin đồn rằng toàn bộ 20 binh sĩ của Trung Quốc chốt ở đây bị giết hoặc mất tích, trong đó có 19 chết, 1 mất tích. 1 bị chết là vì bị bắn vào đầu, số còn lại chết vì bị đạn bắn hoặc bị dìm xuống nước. Cũng không rõ lực lượng nào đã tiêu diệt tổ lính chốt của Trung Quốc tại đây. Năm 1994, Trung Quốc lại huy động lực lượng và giành được đá Vành Khăn do Philippines kiểm soát. Philippines chỉ đưa ra phản đối chính trị chứ không có động thái quân sự nào để giành lại đá Vành Khăn. Theo Henry Stimson Center, Hải quân Philippines quyết định tránh đối đầu vì thấy kinh nghiệm tranh chấp năm 1988 giữa Trung Quốc và Việt Nam. Theo đài RFA, đài châu Á tự do của Mỹ, Thiếu tướng Lê Mã Lương, từng là giám đốc bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, nói trước cuộc tọa đàm kỷ niệm cuộc chiến Gạc Ma do Trung tâm Minh Triết tổ chức vào năm 2011. Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh bộ đội của ta không được nổ súng nếu như đánh chiếm cái đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa. Không rõ ông Lê Mã Lương nghe được câu chuyện này từ đâu, nhưng kể từ đó, câu chuyện bộ đội Việt Nam không được nổ súng được lan truyền trên mạng Internet và có những người tin theo. Tuy nhiên, cựu chiến binh Lê Hữu Thảo, khi đó là trung sĩ, tiểu đội trưởng thuộc phòng tham mưu lữ đoàn 146 ở trên tàu HQ-604 của lữ đoàn 125, từng tham chiến trong sự kiện Gạc Ma, bác bỏ câu chuyện này. Ông khẳng định, tôi chưa từng nghe ai ra lệnh cho tôi là không được nổ súng và tôi không hề phát biểu về có lệnh hay không có lệnh nổ súng. Ông Thảo nêu rõ chủ trương của Việt Nam khi đó là không nổ súng trước, chứ không phải không được nổ súng. Còn về vấn đề không được nổ súng trước như thế nào thì mình đã phân tích khá kỹ ở trên. Phản bác những luồng thông tin cho rằng chỉ huy Việt Nam ra lệnh không được nổ súng, ông Lê Hữu Thảo nói: nếu không có chuyện nổ súng thì sao sau đó chúng ta vẫn đánh trả quân Trung Quốc? Tôi không biết những người đưa ra thông tin đó có biết rằng có tất cả bao nhiêu chiến sĩ như tôi còn sống sau trận đó không? Những thông tin này đang làm tổn thương tới sự hy sinh của đồng đội tôi cũng như gia đình các anh. Tôi mong rằng những ai còn đưa thông tin này hãy suy nghĩ lại. Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh khẳng định ông Lê Mã Lương đã nói không chính xác, là xuyên tạc lịch sử. Những người chỉ huy của Hải quân khi ấy, trừ Đô đốc Giáp Văn Cường đã mất, đều còn sống. Tất cả đều khẳng định không có chuyện không được nổ súng như lời ông Lê Mã Lương nói. Thiếu tướng Hoàng Kiền là tổ trưởng khoa học cho cụm công trình chiến đấu trên quần đảo Trường Sa, nguyên tư lệnh công binh, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn công binh Hải quân 83, nói rằng câu chuyện về lệnh không được nổ súng là một sự xuyên tạc với ý đồ xấu, làm mất uy tín, niềm tin của nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hải chiến Trường Sa 1988 mãi là một sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam. Năm ấy, những chiến sĩ dũng cảm của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã kiên cường chiến đấu và hy sinh thân thể của mình để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Không có chuyện lãnh đạo cấp cao không cho nổ súng. Sự thật là chúng ta đã chiến đấu và còn chiến đấu trong một điều kiện vô cùng khó khăn, cũng như thua thiệt hơn đối thủ rất nhiều. 64 liệt sĩ tại Gạc Ma ngày hôm ấy, với hình ảnh vòng tròn bất tử, mãi trở thành khúc tráng ca lưu danh muôn đời trong những trang sử vàng của Việt Nam. Nhờ có sự dũng cảm và kiên cường của những người lính hải quân ấy mà những tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc còn được giữ cho tới ngày nay. Xin được gửi lời tri ân tới các anh. Like và tương tác của chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battle Cry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thường Trường Ký Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!